là bé bé là xinh xinh, chỉ cắt ba lá lá xanh, là mắt nhắm là trăng treo, chỉ cắt ba lá lá vàng. Tiếng con gà trống gáy vang xa, anh bình minh cao đến nhà. Sao anh không đeo cặp ba lá đi trên con đê cười xinh quá? Sớm chưa hết xây kè rớt xuống hồ, lỡ rớt rồi tắm luôn. Đốp ơi, đốp bà đốp ơi. Dạ dạ con thấy nó xào quần gì nhà sao á. Khỏi mày, lé ra để tao tự tìm được rồi. Không cần, đi ra mày. Đốp ơi, đốp bà, đốp ơi. Trời đất ơi, mới sáng sớm ngủ dậy đang đói bụng, tự nhiên giờ có đồ ăn sáng. Mới sáng sớm mà con cá nhà ai rớt xuống hồ rồi. Ê đừng có la. Bà con cứu người đi. Không có phải, đừng có la. Bà con ơi cứu người đi. Ai 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 ai. Tình trạng có sao không, có sao không? Chết rồi, bây giờ làm sao đây? À có cách rồi. Mày làm cái gì kỳ vậy? Trời đất ơi, thì cấp cứu đó. Cấp cứu kiểu gì khùng vậy? Làm cái khác đi. À, ủa nhưng mà tỉnh rồi làm cái khác chi? Thì mày tìm cách mày làm cho tao xỉu. Uống nước nha. Ờ. Lẹ lẹ đi. Lẹ 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 lẹ. Ờ, vã xỉu. Ai mua bà ngồi không? Tôi mua. Mấy cái? Hai cái. Có hai cái này, 2 đồng. Không có tiền. Tiền đi nè má. Ai ơi, tôi mua. Mấy cái? Hai cái. 2 đồng. Đây 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 đây. Rồi cảm ơn con. Cái nước này uống dở đâu rồi. Ờ kìa kìa kìa. Giá trơ chịu. Sáng sớm chưa hết xây ke đã giết chết một mạng người. Đớp ơi là đớp, tại sao suốt cuộc đời này mày không làm gì nên chuyện hết vậy đớp? Đớp ơi, ba má mày, mày còn chưa báo hiếu. Chồng con mày còn chưa nuôi cho khôn lớn. Mà bây giờ mày đi ở tù nữa thì làm sao hả đớp? Có cái áo mà ủi hoài cũng không thẳng. Ê bà ủi đâu có nóng đâu mà chết ha. Mày xạo. Con cái nhà ai? Con cái nhà ai mới sáng sớm đi ra hồ cho rớt xuống hồ? Ông xã của cái làng này nè. Mày xạo. Mày là ông xã của cái làng này. Mày ơi đây. Dạ 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 con lại thầy. Con mày, lại thầy. Mày giỡn mặt với tao hả? Dạ dạ con không nhận ra thầy. Mày nhìn kỹ đi. Ông là ông xã. Vậy thì râu của ông đâu? Nhìn ông không có râu, nhìn ông kỳ đó. Sáng này lỡ cạo rồi. Thì bây giờ gắn vô. Bằng cách nào? Hãy yên tâm, đã có giết trì hiệu Lý Nhã Kỳ, bạn sẽ có một bờ râu hoàn hảo. Wow! Mày giỡn với tao hả? Dạ dạ con không dám. Ủa? Vậy chứ hôm nay
ông xã ghé cái tệ xá của con có chuyện gì không? Mày nói chuyện với ông mà mày giơ tay lên vậy, mày chống người thi hành công vụ hả? Lại nghe ông hỏi. Dạ. Chồng con đâu? Chồng của con ư? Đêm hôm qua chồng con đã đi xa rồi. Đớp. Ủa tao xã trưởng trong cái làng này, chồng mày chết sao tao không biết? Chồng con, ủa chồng con chết nào? Nguyên cái đám tang qua nó đưa chồng mày đi kìa. Không có, đám tang ông hàng xóm nó băng qua đường. Vậy cuối cùng chồng mày đâu? Chồng của con ư? Đêm hôm qua chồng của con đã đi xa rồi. Ê, tụi nó chịu khó, tụi nó đi lùi là chồng mày chết thiệt rồi đó. Không có, tụi nó đi chôn lộn đường, tụi nó đi ngược lại. Cuối cùng mà chồng mày đâu? Dạ, chồng con đi lên Kinh Đô làm bánh rồi. Bây giờ nó lên Kinh Đô, nó đi xa rồi. Dạ. Qua có chuyện tính nhờ nó nè. Ủa, mà nó không có là tao phải nhờ mày á. Ủa vậy chuyện gì vậy thầy xã? Trời đất ơi, con Thị Màu á, con của Phú Ông á. Dạ. Nó có chữa quan. Mà có chữa quan nghĩa là có tội với cái làng này. Ngày hôm nay qua đây để thầy chỉ cho con cách rau và gõ mỏ, để đi kêu gọi cả cái xóm cái làng này ra đình coi mình xử con Thị Màu nè. Hồi xưa đó, dạ, đi ra bên làng chung với thầy á, là toàn là con trai không à. Dạ. Không có con gái. Mà bây giờ con đi theo là thầy phải xin phép á. Xin phép ai thầy? Hai cụ, cụ Câm với cụ Điếc. À, dạ. Cho mời cụ Câm, cụ Điếc vào. Hai cụ đang kể cái chuyện gì mà vui quá vậy? Mê gì? Mắc gì mà chửi tao đuôi? Ông, thầy xã ơi, thầy không nhớ hả? Cụ Điếc là chỉ có một mình cụ Câm nói, cụ Điếc mới hiểu thôi. Còn tụi mình nói là cụ Điếc không có hiểu. À, không tin đúng không? Ê! Thằng Điếc mập! Mày bị điếc hả? Mất dạy mà chửi tao mày. Nó chửi tôi kìa. Ai tụi con nói là đang làm cái gì mà thầy vui tôi? Vui. Ừ vui, cái chuyện vui lắm, để ông kể cho con nghe. Không, tao kể không vui đâu, ông Cầm kể mới vui. Hai ông xuất hiện có mục đích gì không? Không, chỉ là cái hình thức thôi. Còn thầy mới là cái người quyết định mà. Ai hiểu không? Cái tục rồi, phép vua thua lệ làng. Dạ. Bây giờ hình thức đã có rồi. Dạ. Xong xuôi, đi lẹ đi. Ê khoan, ông xã ơi. Ê mày đừng có kêu rồi, mày nhúng người ta tưởng tao chồng mày đó. À dạ lộn, dạ. Mình ơi. Dạ thầy xã ơi. Có chuyện gì nói đi. Dạ thầy xã ơi, hôm nay là con đi làm chuyện làng, chuyện nước, con đi làm chuyện lớn á, là phải cho con sửa soạn đi. Con đi với thầy, con xinh đẹp cái thầy nở mày nở mặt ha. Ờ ha. Sửa soạn lẹ đi, lẹ dạ, đi. Dạ chờ con chút nha. Hey, I'm a thinker. Hey, I'm a thinker. Hey, I'm a thinker. Em là sắc hồng mơ mà em chẳng thể nào làm ngơ. Khi đó đây, xinh xinh vàng vàng khoe khí. Cảm ơn. Trời đất ơi, xưa cái giờ nhỏ này ngon quá, sao mình không ăn trời. Con mà, dạ, không có gì hết, đi ra đây nói nè. Bây dạ. Giờ thầy rao một lần rất là ngắn gọn xúc tích. Con nghe rồi bắt chước rao theo thầy nha. Dạ. Là nhìn chàng Hà Thái Phương, gái Phú Ông làm một thiện ngồi ra ngoài về gia đình sư án rao đi. Chuyện nhà thầy xã không phải chuyện công, thầy xã hiếp dâm cô Màu có chữa già trẻ gái trai gia đình sư án. Mày đọc cái gì vậy? Thì nhớ được từ nào ghép vô từ đó.
Mà mày nhét cái từ đó ở đâu ra? Con đom đặc á. Mày giỡn mặt hả? Bây giờ thầy rao một lần nữa thật chậm rồi con nghe con rao theo nha. Dạ. Chuẩn bị nè. Dạ. Chiên lan chiên chả, chiên chả cũng vào đây. Thượng hạ tây đông, tây đông cũng vào đây. Ê sao con lấy cái mỏ thầy con bỏ vô đó? Cái mỏ cũng vào đây. Ê đi đó. À, chết cha, con lộn. Để con trả lại cái mỏ cho thầy nè. Trả lại đi. Hay cha. Sao trả? Con gái phụ ông tên là Mầu Thị. Mầu Thị cũng vào đây. Tâm tình ngoại ý mãn nguyện có thai. Có thai cũng ở đây. Và trẻ gái trai gia đình xử án. Xử án cũng vào đây. Rồi, rao. Yeah. Ê, Đốp ơi. Mày bị khùng hả? Mày đi đâu vậy? Đốp. Kêu mày đi rao chứ tao không có kêu mày cởi ngựa, mày rao lại đi. Yeah. Thôi đi. Sao mày không rao đi? Người ta thường nói, gửi lời thì nói, gửi gối thì mở. Nãy giờ thầy nói bao nhiêu, con gối ghém lại, con chưa kịp mở, thầy làm con té sóng xoài, chữ nghĩa bay tùm lum hết. Lấy gì nữa mà rao? Tao nói thiệt với mày từ trước tới giờ ha, tao thương vợ chồng mày quá, mày coi thường phải không? Ngày hôm nay tao không đánh mày, tao không phải là ông xã của cái làng này. Mày đứng lại nói lại coi. Con lại thầy, con xin lỗi thầy. Từ nãy tới giờ là tao nói biết bao nhiêu lần rồi nha. Thầy Sáu ơi, dài quá, bây giờ thầy rao lại một lần nữa đi. Con nghe cái con nhớ cái con rao cho thầy nha. Một lần nữa thôi đó nghe. Dạ. Chiên lan chiên chả thượng hạ tây đông, con gái phụ ông tên là Mầu Thị. Tâm tình ngoại ý mạng nguyện có tay, và trẻ gái trai gia đình sợ án. Rồi mày nghe chưa? Dạ con chưa có nhớ, thì rao lại một lần nữa đi con mới nhớ. Một lần nữa thôi nha. Dạ. Chiên lan chiên chả thượng hạ tây đông, con gái phụ ông tên là Mầu Thị. Tâm tình ngoại ý mãn nguyện có thai, và trẻ gái trai đã đình xử án. Tới đình rồi, bắt đầu xử án. Trời đất ơi, tao kêu mày rao mà cuối cùng mày để sao có tao rao không vậy? Mày gài tao hả Đốp? Dạ. Mày đứng lại đó cho tao. Tao nói thiệt với mày đó, ngày hôm nay tao không đánh mày, tao không phải là ông xã của cái làng này. Mày đứng lại đó cho tao. Đốp, Đốp, đứng lại mày. Đây là một cái trích đoạn trong vở Thị Mầu, nhưng nhìn nó mới hơn, tụi em sáng tạo hơn. Và cái sáng tạo của tụi em á, toàn là mảng miếng để cười không. Cái phần cấp cứu là một nè ha, cái bàn ủi nè. Tôi rất là thích cái tiểu phẩm này. Chúc mừng Vuka. Cảm ơn anh. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Đại dương. Rồi, hết kể rao rồi, giơ tay. Hết giờ văn nghệ rồi. Đi. Nè. Dạ. Hẹn họ sau rồi, đem vô cho chị coi. Dạ. Vô mày, đi vô. Bu tôi ra. Tôi là một con lươn, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Tỷ lệ trơn trên cơ thể của tôi có thể nói trơn hơn một cục xà bông. Tỷ lệ sinh sản còn phải phụ thuộc vào con cái. Hey, tại sao lại bắt tôi? Nhiều chuyện. Tại sao lại bắt tôi? Yêu nghiệt, quỳ xuống. Tại sao chị bắt em? Trời ơi,
Sao nãy giờ có câu hỏi hoài vậy mày? Thì cái câu cái đầu tiên ta bị bắt là tâm lý, ta phải hỏi câu đó là đúng rồi. Bây giờ mình có cái câu nào khác hơn để hỏi không? Có. Nói. Tại sao bắt em bịch dậy? Nó khác nhau chỗ nào? Bịch dậy. Chị bắt em bởi vì chị tham. Trời. Em có nội tạng bắt bán lấy tiền. Không được chị. Chị lấy gì chị lấy, chị không được lấy nội tạng của em. Em là một con lương. Chị có biết không, tình hình của thủy triều trong vòng một tuần lễ nay lên xuống thất thường. Có khi lên tới cấp 2, có khi lên tới cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6, cấp thứ 7 và chủ nhật. Em thèm cá cho nên em đi săn mồi. Em vừa chụp con mồi thì thủy triều lại dâng, vừa chụp con mồi là thủy triều lại dâng, khiến cho em không bắt được con cá nào cả và phải đành quay trở ngược về nhà để ăn mì gói. Khi trên đường em về thì không may em đã gặp nguyên một đám vũ đoàn của chị, nó bắt em và em có mặt ở trong này. Mục đích và đại ý của em muốn nói là tụt ơi thương lấy lương cùng, mình là hải sản chớ hoài giết nhau. Thì thường quá à. Tào lao, bắt đưa vô nhà lao cho tao. Dạ. Bị cận đo đông đếp chia phòng giam nó. Dạ. Cổ 85. Rồi cổ chó sao bự vậy? Chịu nghiệp. Im mày. Dai. Dai 100. Ê dai mà tui... Yêu nghiệt. À dai là nó ghi đúng rồi. Nách. Ở nách ở đâu ra má? Con lương. Đâu? Eo. Dòng eo 56. Hả? Eo người mẫu. Ta không tin. Ở dưới lòng đại dương này có duy nhất hai con sở hữu dòng eo 56. Một con bỏ tiền đi làm phim nhựa, còn một con là đi xin cười xuyên Việt đang đứng trước mặt ta đây sao? Ta không tin, ta không tin. Em xin cúi đầu chờ ân huệ, mong ta chị đừng giết em nha chị. Trời nó hát hay quá chị ơi. Mấy em. Dạ. Lấy dòng eo 56 gắn qua dòng eo 106 cho chị. Dạ. Cấp tao, cấp tao. Ôi các con của ta, các con có bị làm sao không? Nói cho mẹ biết đi. Ăn rác thải. Đã dặn rồi, không được ăn rác bậy. Trời ơi, bây giờ bệnh nó trơn rồi. Làm sao đây, làm sao đây? Ai, ai có thể cứu được con ta, ta sẽ lấy làm chồng. Ai, ai... Chị không ấy, chị bỏ cái vụ lấy làm chồng đi, biết đâu có người cứu chị. Đúng rồi chị. Ai, ai có thể cứu được con ta? Em có thể giúp được, nhưng em cần có một điều kiện. Điều kiện gì? Nếu như em cứu được tụi nó thì chị hứa phải thả em ra khỏi cái chỗ này. Cho chị 20 phút suy nghĩ. Chị chị đang suy nghĩ. Không không, có cái này là cái tình hình chung. Sao? Ở cái cuộc thi là Tuấn Dũng với Hồng Đào thi chung. Ừ. Chứ không phải mình chị mà chị đứng chị suy nghĩ 20 phút. Chị chấp nhận điều kiện của em. Nếu như chị chấp nhận thì tất cả hãy tránh ra. Ê ngon quá, trong miếng coi. Cái này đó. Ủa hai đứa bay bị gì mà uống vậy? Uống phong trào khớp lệnh. Ôi các con đã tỉnh rồi. Hãy vào trong ăn nghỉ nha. Và vui làm gì mà con tao hết đau vậy? Em sao nó uống thuốc? Tao thả mày đó. Chị, bây giờ trước khi em đi em có một điều muốn nói với chị. Nói đi. Chị nhìn đi, mấy đứa con chị á, nó bị trúng thật mà nó đau đớn như vậy. Ừ. Thử hỏi chị bắt và cướp đi nội tạng của người khác, chị có nghĩ người ta đau không? Chị đã hiểu rồi. Các em. Dạ. Phóng thích. Nội tạng của ai trả về cho người đó. Dạ. Hai đứa, bây giờ chị cảm thấy là chị gác kiếm, chị không làm được nữa. Hai em hãy tìm công việc khác mà sinh sống đi nha. Ê khoan đã. Đợi tôi đi chung với. Ủa chị nói chơi mà sao bỏ đi hết trơn vậy? Vậy là cái động mạch tuột này chỉ có một mình ta thôi sao? Cái gì mà
nhìn như trái bom vậy. Chị không thích bom mà. Đừng lại gần chị. Chị ơi, chị ơi. Chị không có thích bom. Chị ơi, mà. Đừng chị, lại ơi, gần chị. Chị ơi. Chị ơi. Chị ơi. Hai em đã trở về với chị. Em ra ngoài kia em có cảm giác bất an. Dạ đúng rồi, ngoài kia là bão tố, chỉ có bên chị là bình yên. Giải quyết cái bom giùm chị. Dạ, dạ. Để tụi em lo. Chị ơi chị, bom nổ chết hết trơn rồi. Tại sao bom đánh vô động mạch tuột của chị? Đó là quả báo. Những gì chị làm thì tất cả chị phải chịu trách nhiệm. Hỡi các linh hồn, hãy cùng nhau quay lưng lại và bước chân lên một tam cấp để trở về nơi an nghỉ của mình đi. Tất cả quả báo nghiệp chướng chị gây ra, chị phải chịu và gánh chịu hậu quả đó. Chị biết là chị làm chuyện ác, chị sẽ lãnh quả báo. Nhưng bây giờ trước mắt chị ăn năn hối lỗi, chị phải làm gì đây? Em sẽ giúp chị làm một việc có ý nghĩa trong lòng đại dương này. Vậy có nghĩa là... Và em sẽ ở đây, sẽ ở đây. Từng ngày trôi dồi dàng đi qua, hai chị em mình lùm ve chai. Trên đại dương có rác, có bao ni lông, hai ta cùng nhau đi lùm rác nhé. Và bàn thờ trên kia, hai thằng kia nhìn mà sung sướng quá. Vì một thế giới như mơ, như tơ, như ly kem bơ, ôi thật bất ngờ. Một thế giới như mơ, như tơ, như ly kem bơ, ôi thật bất ngờ. Một thế giới như mơ, như tơ, như ly kem bơ, ôi thật bơ phờ. Rất là dễ thương, hát hay, diễn nhẹ nhàng, Đào cũng thế. Nhưng mà Dũng thì nó có thể là nó trội hơn, nó dễ thương, nó nhanh nhẹn hơn. Rồi những mảng miếng, mà miếng này là toàn là trên sân khấu của kịch, cải lương. Má hết sức là khen tất cả tụi con dàn dựng như thế này rất là tốt, rất là nóng. Và một lần nữa rất là cảm ơn quân sư Tiên đã cho một cái thời sự, một cái tiết mục rất là mới, rất là hot. Nhưng mà như vậy, trong hài kịch không thể bắp báp. Nhưng ở Dũng được cái đó, Dũng kéo lại được, nhưng cũng bị trì. Không biết rằng là má giàu sẽ cho điểm hay là chị Kiều Anh sẽ cho thôi điểm. Thôi để má chị đi cưng. Xin phép được mời nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu sẽ cho số điểm thí sinh Hồng Đào. Bây giờ cho tự nhiên quay cười. Cái gì nó cười cãi người ta. Cánh hát này kỳ quá. Bây giờ nó cho con 8, 7 năm. Số điểm của thí sinh Tuấn Dũng số danh 08 là 8.5. Riêng số điểm của nghệ sĩ Kiều Anh sẽ được giữ lại cho đến cuối chương trình. Và nếu như quý vị yêu thích Hồng Đào và Tuấn Dũng thì hãy nhắn tin theo cú pháp CXV2016, khoảng cách, mã số thí sinh và gửi về tổng đài 8234. Số báo danh của Hồng Đào là 06 và của Tuấn Dũng là 08. Một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn cho Hồng Đào và Tuấn Dũng. Em ơi, chị ơi. Em ơi. Em ơi, cá nhiều quá kìa em. Ôi cá nhiều quá chị. Bắt cá đi em. Trời đất ơi, cá rô nè. Cá trào nè. Trời liềm kim. Nguyên một con cá tra. Trời ơi, có món hải sản mà chị thích. Chị ăn cái gì vậy? Đĩa trâu. Trời đất ơi, đĩa trâu mà phải nhai như nhai trầu vậy trời. Trời, em vào vị trí đi nào. Xin hân hoan chào đón toàn thể tất cả mọi người đang đến với chương trình Kể Chuyện Em Nghe Nghe Nghe. Em tên là Cám, còn chị em tên là Tấm. Hai chị em của em xuất hiện như thế này, mọi người biết tụi em sẽ kể câu chuyện gì rồi đúng không? Đúng hơn. Chính xác, tụi em sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện Thằng Bơm. Ngày xưa, xưa thật là xưa,
có một cậu bé mồ côi cha mẹ. Một hôm đang chăn trâu cho phú ông thì cậu mải mê hái hoa bắt bướm, thế là đã lạc mất một con trâu. Cậu đau buồn và khóc thành ba tiếng oa oa oa. Lúc đó từ trong bụi rậm hoa dâm bụt xuất hiện một bà bụt đầu đầy dâm và mọt cưa. Bà mới kêu lên làm ba tiếng: tại sao con khóc? Hả? Bốn tiếng lận. Bà ơi, con khổ quá bà ơi, con làm mất trâu rồi. Kỳ này về á, ông phú ông đánh con chết, ông sẽ đưa con vô khách sạn mà lấy nội tạng của con. Ôi, bà thương cho con quá. Thiệt là đau thương, thiệt là đau lòng thương tiếc. Bà ơi, thôi ta đã hiểu và thương cho con, con đừng buồn và khóc nữa. Dạ. Ta đi đây. Cái gì vậy? Bà chưa giải quyết con mà đi đón hậu vậy? Ta quên. Dạ. Thôi để ta làm phép giúp cho con. Dạ. Hồ bi. Móc ra cho nó lẹ. Ủa, cái này là cái gì vậy bà? Đây chính là cái quạt mo cao. Cái quạt mo cao. Cái quạt mo cao này xài sao vậy bà? Con chỉ cần dang rộng đôi tay ra và vuốt vào nách ba cái. Trời đất ơi, pháp thuật gì mà nhức nách vậy bà? Tét nách rồi. Rồi sao nữa hả bà? Sau đó con hãy đọc câu thần chú. Thần chú gì? Thiên lên lên địa lên lên năng sẽ la phương trên quài lên mấy lên na tài lên. Hãy đi! Cái gì mà như một bà già thần kinh vậy hả? Con muốn đọc gì đó thì cứ đọc. Dạ. Chỉ cần quạt một cái là nó được. À, con hiểu chưa? Con hiểu rồi. Một lần nữa ta nhắc cho con nhớ, đây chính là cái quạt thần. Quạt thần. 1000 năm con quạt nó cũng không bao giờ bị hư. Ủa gì tào lao vậy? Quạt gì mà 1000 năm quạt không bao giờ hư? Quạt làm sao? Đây nè, cái quạt thường á là mày quạt gì nè, đúng không? Dạ, đó, đúng đó. Rồi. Nó mát có chút xíu và dài. Dạ. Bữa thì nó hư. Dạ. Đó, còn cái quạt thần của ta, con chỉ cần để nó đứng yên. Rồi sao nữa? Sau đó lắc như một con điên. Đảm bảo không bao giờ hư cây quạt. Dạ, con cảm ơn bà. Thôi con đã hiểu rồi, ta đi đây. Bà Tiên ơi, bà chưa đưa cho con cái quạt. Ôi, thế là sau khi được sự giúp đỡ của bà Tiên, cậu bé dùng cái quạt để tìm lại con trâu. Và những người trong làng, ai bị mất của hay bị khó khăn gì đó đều nhờ Bờm cầm cái quạt này giúp đỡ. Tiếng lành đồn xa, và một ngày nọ đã đến tai phú ông. Thằng Bòm có cái quạt mo, không những quạt mát giúp cho mọi người, miệng Bòm thì luôn tươi cười, giúp cho cuộc sống ngàn ngày càng tươi. Phú ông bắt Bòm đi cài, cài một hồi cái quạt Bòm quạt một cái là nguyên một ngày thảnh thơi. Bây giờ Bòm đi ngủ thôi. Thì ra thằng Bòm có cái quạt thần ở trong tay. Hèn gì mà ta sai nó làm việc lớn, việc nhỏ, việc nặng, việc nhọc, nó đều hoàn thành tốt trong một nút nhạc. Có biết đâu trên đường đời phiêu bạc, ta vô tình ăn cắp cái quạt nó được không ta? Bà ná ná. Bình tĩnh ông nha, bình tĩnh nha. Con. Dạ. Con nhìn ông quen hay là lạ? Dạ quen. Quen sao ông quẩy đuôi? Ông làm như con chó vậy? Đối với ông mày chỉ là một con chó. Vậy ông nhìn con lạ hay quen? À, hỏi gài tôi nè. Đương nhiên là lạ rồi. Lạ sao không sủa? Trời ơi, con nhỏ ta là chó hả mày? Trời đất ơi, mày mất dạy nha. Mất dạy nha, ma nha. Rồi bây giờ làm sao?
tất cả mọi chuyện mà tao giao cho mày, mày đã làm sạch hết chưa? Dạ con làm xong hết rồi. Rửa chén, giặt đồ, nấu cơm, nấu nước, quét nhà, quét sân, vũ neo cho bà chưa? Dạ con làm hết rồi, mà không những vậy con còn bắt cái con ngựa dằn ra, con nhổ lông đen chỗ trắng, con nhổ lông trắng chỗ đen. Rồi con đem cái bức tường ra, con chám chỗ nứt, rồi xong đập nứt nguyên bức tường luôn. Nó giỏi quá, nó giỏi quá, không có cớ gì mà phải chửi nó được. Con yêu, ông biết con có cái quạt thần trong tay đúng không? Dạ không có. Con cho ông đi. Dạ con không có. Con cho ông đi nha con. Con không có. Con cho ông đi. Con không có. Trời đất con. Trời đất con ơi, sao con mạnh tay với ông quá vậy con? Ủa cái quạt con thần kỳ vậy sao ông? Bây giờ cũng đổi ông nha. Con muốn cái gì là có cái đó. Đổi hả ông? Đổi cái... Thôi nha, ông đừng có nói là ông đổi con với cái ao sâu cá mè, cái bè gỗ lim, con chim đòi mồi nha. Xưa rồi Diễm. Nhưng mà xưa rồi Diễm. Bây giờ là mấy cái thứ là bình thường rồi. Thời buổi hiện đại mình phải đổi cái gì nó thiết thực, nó cao siêu hơn. Và chương trình đổi quà lấy quạt xin phép được bắt đầu. Và sản phẩm đầu tiên là sản phẩm về dòng sức khỏe. Đây là chiếc vòng kim cô. Chiếc vòng này có thể chữa được tất cả các loại bệnh. Vâng, và tại sao nó có tên là kim cô? Bởi vì ngày xưa nó thuộc quyền sở hữu của cô Kim. Đây, đội lên đầu đi con. Đội lên hả? Đội lên đầu, đó. Rồi con cảm giác gì chưa? Cảm giác gì không? Ôi, ông ơi, con không đổi đâu. Nhức đầu lắm, ôi không đổi đâu, không có đổi. Con không có đổi đâu. À con không thích cái này hả? Không đổi. Vậy sản phẩm khác. Sản phẩm này là sản phẩm công nghệ tương lai. Đổi luôn. Hay quá em gái ơi. Vâng, sản phẩm này rất hiện đại, êm ái, mềm mại và khô thoáng. iPhone 10 Plus. Ủa, cái này xài sao vậy ông? Cái điện thoại này rất xịn, 4 sim, 8 sóng, 72 mạng. Phú ông là người Việt Nam nên xài sim Viettel. Phú ông có một người bạn bên Lào xài sim Lào Theo. Và đặc biệt của ông có người bạn bên Mông Cổ xài sim Mông Teo. Tao tán trong mặt mày nha. Cái gì mà Mông Teo, mày lanh quá hà. Rồi bây giờ ông sẽ đập hộp iPhone này test máy cho con. Trời đi kéo con tia vậy trời. Quế sao bà đâm bà nơi là tùn thờ lâm thấp. Rồi con đâm bà nuôi cái lừa tàm ná cắp. Bồi xuống lên nữa là mai khóm ra ba lội tụt 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 tụt. Xong rồi. Ủa bạn ông nói gì vậy? Không bắt máy. Vậy ông nói chuyện với ai? Tao nói không lông vậy thôi. Ủa? Thích điện thoại này không? iPhone 10 Plus. Thôi một Plus là muốn chết rồi, 10 Plus là chai đích luôn á. Vậy con không thích cái điện thoại này. Không, con không đổi đâu. Không, không thích cái này, có cái khác. Và sản phẩm tiếp theo thuộc về dòng sản phẩm mai mặt. Vâng, cái sản phẩm này với hàng ngàn hạt lưu hương và đặc biệt với cái mùi nước tương tạo nên miếng vải tầm gai. Miếng vải tầm gai này được dệt bằng 500 cộng lông minai với sự khéo tay của 77 bà ngoại, 44 bà dì và 33 bà cô. Trong lúc rảnh rỗi các bà không biết làm gì nên đã sáng tác ra bài hát Dệt tầm gai, dệt đến bao giờ em dệt tầm gai. Dệt tầm gai. Dạ. Đạp nhầm gai. Ây da, bay da, ây da. Con dính cái gai, ây da. Trời ơi. Ông xin lỗi con, ông hát bài này ông liệu luôn. Bây giờ con thích cái này không con? Thôi, giải tầm gai mặc vô là có thai. Mày im đi thằng quỷ hố này. Mày im đi. Không thích đúng không? Không. Rồi, vậy ông đi bán ve chai. Rồi, dục. Bây giờ con thích cái này không? Dạ không, con không thích đâu. Đi. Rồi, bây giờ sẽ có một cái sản phẩm khác chắc chắn con thích. Sản phẩm này mang dòng giải khát. Bạn muốn tăng cân ư? Đã có nước khoáng hiệu con gián. Nước khoáng hiệu con gián, thức uống dinh dưỡng dành cho người gầy. Cái này uống làm sao vậy ông? Rất đơn giản. Nhạc. Xong rồi, tắt nhạc đi.
Ông làm vậy làm chi vậy? Lắc đều trước khi uống. Uống đi con. Được rồi đó. Uống cái này cực lắm, con không uống đâu, con không có đổi. Đi con đổi đi con, cái này được mà. Con không đổi đâu. Sao mà mày ngu quá vậy, cái gì con không đổi, đây là cái vật phẩm quý giá nhất của ông, bây giờ không đổi sao mày ngu quá vậy. Bây giờ đổi không? Không, đổi con không? Không đổi. Bây giờ mày đổi không? Con không đổi, đó. Con không đổi. Mày đứng đó cho tao, mày đừng có nhoi, mày đừng có nhoi. Để đó, mày đứng đó, mày đừng có lên, mày đừng im đó cho tao. Mày đừng có nhoi, mày đừng có nhoi. Đi đó, đi đó. Ông nhoi á, ông nhoi á. Tao nhoi hả? Thôi được rồi, tao sẽ quýnh mày chết. Mày đổi cho tao không? À, con mày đổi cho tao không? Con đổi cho tao không? Đổi đâu? Yeah. Đổi đâu? Trời ơi! Trời đất ơi! Cái bà này nhìn quen quá, bà Đầm đúng không? Bà Lơi Văn Đầm là bà Lâm Văn Đời đúng không? Sao mâm nào bà cũng xuất hiện ở đây vậy? Đi chỗ khác, cái chỗ này không phải chỗ của bà. Bà ơi, bà có sao không bà? Con ơi, bà đói quá con ơi. Bà đói, ý trời đã định rồi. Bà đói chắc chắn sẽ có gối xôi, mà gối xôi chắc chắn sẽ có cây quạt. Bà muốn ăn xôi không bà? Không, cho bà tô phở bò hai trứng. Trời đất ơi. Bà nằm ở đây đợi con một chút nha. Ừ. Phú ông. Cái gì? Bây giờ tôi sẽ đổi cho ông cây quạt này. Ông hãy cho tôi một tô phở bò hai trứng. À, tô phở bò hai trứng, mày muốn ăn phá lấu thì cũng cho mày luôn. Đây, bà tô phở bò hai trứng. Hãy đưa cái quạt cho ta. Đưa cái quạt cho ta. Ta đã có cái quạt trong tay rồi. Ta phải thử sức mạnh của quạt này. Ta muốn cái mặt này biến sang hình khóc. Hi. Bà ăn đi bà. Hi. Hi. Nghịch chủng lại đây. Mày lừa tao đúng không? Mày nói cái quạt này quạt tao quạt như một con điên mà nó có chuyển màu đâu. Con đâu có biết đâu. Thôi đủ rồi. Hả? Tôi lão phu ông gian ác kia. Ta trân trọng như thị biết ta là bà Tiên. Hả? Bây giờ ta trừng trị nhà ngươi hồ biên. À, nó thành con gì rồi? Kể từ hôm đó Phú ông nó bị bà Tiên biến thành một bà điên đi vòng vòng khắp xóm. Còn với những người thật tốt bụng, ví dụ như bà Bột và Bòm, thì sống quấn quýt bên nhau, chúng ta có được sự tích trầu cao. Xí xí xí, tao khùng người ta biết cái kết này nha. Nói lại sự tích gì? Ủa lộn hả? Ý lộn sự tích thằng Bòm. Em nghe gì không hỡi em, con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Xin Đông Hoang chào đón toàn thể tất cả các quý vị, tất cả các bà con và khán giả đang có mặt trong chương trình Đại Nhạc Hội ngày hôm nay. Vâng, và tiếp mục mở đầu sẽ là một nam ca sĩ rất nổi tiếng. Mời quý vị và các bạn đến với nam ca sĩ với ca khúc Buông Tay Nhau Ra. Buông tay nhau ra. Lừa đảo cái gì? Đây có phải Sơn Tùng đâu? Trời đất ơi, thì hồi nãy tôi đâu có nói đây là Sơn Tùng MTB đâu. Chứ đây là ai? À, cái thằng này nó là Sơn Tường, em trai tôi. Trời đất ơi, mọi người bình tĩnh đi, tôi không có lừa đảo, cái này là nói thiệt. Bây giờ ở phía sau còn rất là nhiều tiếp mục. Bây giờ là tới tiếp mục... Trích đoạn ra duyên anh cưới em. Ê, nhưng mà quan trọng là có nghệ sĩ hoài lên diễn không? Có không?
Có không? Có, yên tâm, có. Bà con bình tĩnh, về chỗ ngồi. Nè, có thiệt không đó? Hả? Có thiệt. Không có đi nha. Rồi không có toàn thay hỏi cái làng này đâu nha. Yên tâm, về chỗ ngồi, bà con về chỗ. Về chỗ. Đi vô coi. Dạ. Dọn cảnh. Ông bầu. Trời đất ơi. Ai làm? Mày làm chứ ai làm? Trời ông bầu, ông đừng có giỡn nha. Lần nào tụi mình làm xong á, tụi mình cũng bị đánh hết á. Lần này mà còn giả dạng nữa là nó quậy banh cái đoàn mình luôn. Trời ơi, anh Hoài Linh là thần tượng của mày, mày giả giống nhất thì mày phải làm chứ ai làm. Thì là chú Hoài Linh là thần tượng của con. Nhưng mà nếu mà bây giờ bắt trước thì cũng một cái đôi nét nào đó thôi chứ con... Không sao hết, bây giờ là miễn có tiền là được rồi. Không, còn không thôi thì bị đánh vài lần nữa không sao đâu. Cứ vô làm đi, miễn người ta cười người ta vui không thôi. Con không có làm gì. Vô làm đi, vô đi. Ông Bảo, đi. Và bây giờ tôi xin trân trọng giới thiệu tiết mục đinh trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn vở hài kịch Ra Duyên Anh Cưới Em. Chào mọi người. Thằng này trách thằng, thằng treo cho lặng đặng. Mình trách mình, số phận cái treo hém hiu. Bởi thân tôi cực khổ, tôi em nghèo nên vợ tôi nó mới không ở nữa mà nó theo cái nậu đâu. Hey, vợ tôi nó không phải nó đi theo nậu mà nó đi luôn rồi. Nhưng mà bà yên tâm đi, dù sao á con mót nhà mình á tôi cũng sắp sửa tôi gả chồng cho nó rồi. Tía ơi, Tía, con về rồi nè Tía ơi. Tía ơi, con về rồi nè Tía. Tía có chuyện gì Tía nói với con lẹ đi thì con lên Sài Gòn nữa. Tía ơi. Bay á, tao nói thiệt chứ bay á. Bay mới về chưa có cái gì hết là bay đòi đi rồi. Tía, bây giờ Tía có chuyện gì Tía nói đại cho con nghe đi. Con lên Sài Gòn mà không chuyện nữa. Bà đáng lý ra đó là Tía tính để mấy bữa nữa mới nói. Mà thấy bay nôn quá nên tao nói luôn. Tía, cái chuyện gì Tía nói đi Tía. Tao sắp sửa Tía gả chồng cho Tía. Hả? Không phải. Tao nói Tía sắp sửa Tía gả chồng cho bay rồi. Hả? Con thương Tía quá. Tía, con nói Tía nghe nè. Tía gả chồng cho con là đúng rồi. Ừ. Con cũng lớn rồi. Tía gả con cho anh Lụm đúng không? Thằng Lụm nào hả con ha? Dạ anh Lụm con của Tám á Tía. Thằng Lụm con mẹ Tám Sumo ha? Dạ. Con râu. Không bao giờ Tía mừng xuôi với con mẹ Tám Sumo. Mà tại sao? Bởi vì ngày xưa Tía yêu bà mà bà không yêu Tía. Nhưng mà Tía với cô Tám đâu có lấy nhau đâu. Không lấy nhau tao mới ghét đó. Cái đó là bản năng xí diện của một người đàn ông. Nhưng mà con lấy anh Lượm. Ê con đừng đi vô nhà đi. Giặt tới rồi. Giặt đâu cô Tám mà Tía. Hồi nãy Tía mới nói với bay sao? Yêu thì ghét. Thì đó, đi vô đi. Con chỉ lấy anh Lượm thôi. Lượm cái gì? À, bay lo mà lượm củi cho Tía đi nghe. Anh sao mạnh rồi. Anh sao? Tôi qua đây tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh sao? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Sao? Tôi đứng bên đây nè. Anh làm gì vậy? Thấy cái tướng là biết không bao giờ tập thể dục. Người ta tập thể dục mà hỏi làm cái gì. Trời đất ơi, con biết mặt trời mọc mấy sao rồi. Ở đây còn tập thể dục. Ôi má, sao má cứ kiếm chuyện với chú Sáu hoài vậy? Mày không thấy không kiếm chuyện với tao trước hả? Nhà này nhà tôi nghe. Dạ con chào chú Sáu. Cảm ơn. Hai mẹ con bay khinh thường gia đình tao quá. Sợ nhà tao không có ghế hay sao phải đem ghế qua ngồi. Dạ không phải chú Sáu. Tại má con đi ngựa nên phải đem cái ghế để leo lên con ngựa. Ờ ha. Cái cú thì tao quên nè. Ê, nhưng mà lần sau á, mày nói má mày đừng bao giờ đi chung với con ngựa. Nó lép vế tội nghiệp nó lắm. Đổi qua đi voi đi. Trời đất ơi, mày thấy chưa, tao nói là đi về. Ôi má ngồi xuống đi má. Ây da. Trời đất ơi, hôi của. Ông làm gì vậy? Ê, tôi hôi củi. Trên lên, mót ơi mót, khỏi lấy củi cho Tía nghe. Trời đất ơi, tao nói mà qua đây còn hư ghế nè, đi về. Trời má ơi, má gì cháu nội của má đi má. Cháu nội gì? Gì cháu nội đó, vô. Anh Sáu,
anh cho phép tôi ngồi đi nói chuyện với anh nha anh Sáu. Đứng lên. Cái ghế này nó ngắn mở lắm, nó ăn xương quen rồi cô. Anh Sáu, tôi qua đây á, tôi đường đột qua đây mà không báo anh trước á, là tôi sai, tôi xin lỗi. Nhưng mà tại vì thằng Lượm con tôi nó thương con mót con anh quá, cho nên tôi thương thằng Lượm con tôi nên tôi muốn lấy anh về cho tôi. Không có, tôi muốn lấy con mót con anh về cho thằng Lượm con tôi. Bởi vậy á, hai gia đình mình bỏ qua chuyện cũ, rồi chúng ta tính chuyện xui gia với nhau nhanh nha. Tôi nói thiệt với bà luôn á, bà ghê thiệt. Bà vô cái bà phá hết nguyên cái gia can nhà tôi luôn. Cũng hên á, cũng hên là cái bàn này của tôi nó là bàn gỗ á. Tôi xin lỗi anh. Bà nội nó, cái này là gỗ thường rồi. Anh Sáu ơi, tôi xin lỗi anh là tại vì tôi lỡ tôi phá hư hết đồ đạc nhà anh. Không mấy giờ anh cho con mất, lấy một lượng con tôi đi, tôi về tôi đền bù lại hết cho anh nha anh Sáu. Tôi nói cho bà nghe, tôi sẽ không bao giờ mần xuôi với bà, bởi vì tôi rất hận chồng bà. Chồng của bà đó đã bỏ bê con Liêm, em gái sinh đôi của tôi. Anh đừng có bịa đặt chuyện tầm bậy nữa nha, không bao giờ có chuyện đó. Không, cái chuyện này là thiệt đó má. Có thiệt hồi nào? Trời, ba kể cho con cái lúc mà ba còn hấp hối á. Sao mẹ không kể cho má không nghe? Ba sợ má bị tổn thương. Trời, nếu như mày biết câu chuyện đó thì tao với mày sẽ kể lại cho bà nghe, để cho bà tổn thương chơi. Ờ, chuẩn bị tổn thương nha gái. À, ông Sáu, ông Sáu. Trời đất ơi, cái gì xảy ra vậy nè? Vậy là mối tình đầu của tôi là ba thằng Lượm, nhưng mà mối tình đầu của ba thằng Lượm không phải là tôi, mà lại là một người con gái khác sao? Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành đai đường, chỉ bờ đê lỗ xưa kỷ niệm thiên thơ, lòng nàng sao lưu luyến quá hẹn hò một người. Liêm, anh Đạt. Liêm, em đợi anh có lâu không? Dạ không lâu đâu anh, mới có 1 tiếng rưỡi à. Không sao, em vẫn đợi được mà. Không phải, em thông cảm cho anh. Tại em, anh có cái công chuyện rất là quan trọng nên anh phải giải quyết rồi anh mới qua đây kiếm em nè. Chuyện gì? Chuyện gì mà còn quan trọng hơn cả em nữa? Anh tắm heo. Em với con heo hai đứa nó bằng nhau sao? Đừng ăn nói gì kỳ quá vậy. Đi so sánh con người với con heo. Con heo á nuôi lấy thịt được, còn em á cho ăn ngập mặt đó, không chấm mút được một tí gì hết. Liêm, giận anh hả? Anh mới là người giận em chứ không phải em là người giận anh đâu. Hôm qua anh đợi em dưới gốc đa mà sao em không có ra? Anh đừng có xạo nha, ngày hôm qua tôi cũng đứng đợi anh ở gốc cây đa mà cũng đâu có thấy anh ra. Em đợi lúc mấy giờ? Em đợi anh từ 8 giờ sáng tới 7 giờ tối. Trời ơi, vậy mà tôi đợi từ 8 giờ tối tới 7 giờ sáng trời. Anh ra đây á là anh có cái chuyện này muốn nói với em nè. Không không, anh đừng nói. Em nhìn biểu hiện trên gương mặt của anh là biết chắc chắn anh sẽ kể cho em nghe một chuyện vui rồi. Đừng nói để em đoán nha. Chắc chắn anh ta sẽ cầu hôn với mình. Sau đây anh ta sẽ làm động tác chỉnh chu quần áo, rồi anh ta sẽ thở dồn dập để lấy bình tĩnh. Và anh ta lấy can đảm nói với mình rằng chia tay đi. Trời đất ơi, sao chưa vui bao lâu mà vô bi kịch nhanh vậy? Liêm à, ngày mai anh lên Sài Gòn anh học rồi, tụi mình phải tạm chia tay một thời gian. Nhưng mà trước khi anh đi á, em nhớ... Em biết rồi, anh đi đi, em sẽ nhớ giữ gìn sức khỏe. Không phải, trả anh 6.000 tiền chè. Nó đòi tiền thẳng vô trong mặt luôn kìa. Được rồi, anh không giả râu nữa. Bây giờ nè, anh chuẩn bị đi rồi, em có gì muốn nói với anh không? Anh Đạt, anh lên Sài Gòn, lỡ anh phải lòng với cô gái nào thì sao? Thì cưới chứ biết sao giờ, trời cho mà. Ê Đạt, cơ thể tao bắt đầu chuyển qua chế độ lên máu rồi đó. Không có phải,
ý anh á là trời cho anh có em nên anh phải thương yêu em, hiểu không? Em không tin anh luôn hả? Trời đất ơi, tin cái gì? Bồ bịch với nhau mà 365 ngày mới gặp được một lần. Còn 364 ngày còn lại, 4 ngày anh chơi game, 60 ngày anh đi tắm, 300 ngày còn lại anh để dành anh ngủ. Mang tiếng là có gấu nhưng mà là gấu ngủ đông. Thôi được rồi, bây giờ này anh cho em một điều kiện, em nói đi. Được, anh có thể nào cho em luôn 6 tiền chè, em đỡ anh có được không? À, được, được, cảm ơn em. Mày lầy quá Liêm à, có 6 ngào mày cũng xin là sao? Bây giờ không nói nhiều nữa, anh đi. À, anh Đạt. Thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ. Hạnh phúc ra sao, yêu thương như nào, chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi. Về đâu khi ta đã lạc mất nhau. Anh nên lên Sài Gòn đi học đi. Không nói nhiều nữa, tôi đi đây. Anh đã... Sau cái lời tạm biệt đó, em gái của tôi nó hát bài Anh cứ đi đi. Tưởng là nó đi luôn rồi, ai dè 7 năm sau nó còn quay ngược trở lại đây nữa. Lúc đó thì em gái của tôi đang có mặt ở trong chùa. Thưa thí chủ, thời buổi này là năm 2016 rồi, tại sao có chuông điện tử không bấm giật dây chi cho mỏi tai vậy? Đợi chút xíu, tôi sẽ ra ngay. Liêm! Không, tôi không phải là Liêm. Liêm! Tôi là Liêm. Liêm! Cho dù em có biến thành gió, anh vẫn nhận ra em mà Liêm. Bây giờ anh về đây, anh muốn nói cái gì với tôi, anh nói lẹ đi. Anh muốn cưới em. Không được đâu. Tại sao? Em đã nói không được mà. Nhưng mà tại sao? Khắc ơi, anh có thấy cái cô dâu nào mà áo sa rê mà đầu trọc không? Không được, cái này anh phải tính lại. À không, anh không thể nào cưới em được. Anh sẽ đi cưới con tám mũ sâm mô, nó giàu hơn em. Anh đi đi. Anh Đạt. Bà nghe chưa? Chính vì cái điều đó mà tôi mang hận chồng bà. Không bao giờ tôi mần xuôi với bà. Nhưng mà đó là chuyện của chồng tôi với lại con em ông. Còn bây giờ thì ông phải, thì bây giờ ông muốn xóa bỏ hiềm khích tiệm, giờ ông cho con mót lấy thằng Lượm đi. Dạ đúng rồi. Bà lộn người rồi. Bà biết bà đang đứng nói chuyện với ai không Tám? Sáu Bảnh. Phải, tôi là Sáu Bảnh. Một lời Sáu Bảnh nói ra như đinh đóng cột. Qua chừng nào cột mục nó mới xúc đinh. Trời đất ơi, vậy biết khi nào cột nó mới mọt. Bà con bình tĩnh nghe tôi nói nè, tôi không có lừa gạt gì bà con hết, tại bà con đọc không có kỹ. Tôi ghi rõ ràng còn mấy chữ ở dưới đây nè: với sự tham gia của bản sao nghệ sĩ Hoài Linh. Trời ơi, vậy không chịu lừa đảo hả? Còn gì nữa? Vậy lừa đảo rồi. Ơi, bình tĩnh đi, đừng có đánh đâu, đừng có đánh tôi như gà cả rồi. Ê, đừng có đánh tôi nha. Dạ. Nè, tôi nói mày nghe nha, lần này á người ta đánh mày ít á, lần sau người ta đánh mày chết. Không những vậy, người ta còn đốt luôn cái đèn này đó. Nghe chưa mày? Dạ. Nghe chưa mày? Dạ. Đi về. Dũng, con có sao không con? Mẹ, Dũng, mẹ. Con mẹ, có mẹ, sao mẹ. Không? Mẹ, sao mẹ không ở nhà đi? Mẹ ra đây mẹ kiếm con làm cái gì vậy?
cái số tiền này nè. Mẹ cứ cất đi, về nhà mẹ dưỡng bệnh nha, lo cho mấy em nữa, con phải tiếp tục đi theo ông bầu nha mẹ. Sao mẹ lấy tiền được của con? Con bị đánh vậy hả? Con có đau không? Mẹ yên tâm đi, con không có đau. Mà mẹ đau. Dũng à, đi, đi vô dọn dẹp đồ rồi về quê với mẹ. Mẹ kiếm việc cho con rồi, đi, nghe lời mẹ nghe. Mẹ đi ơi. Con. Hả? Nhưng mà cái đó là đam mê của con. Ngoài cái nghề này ra, con không biết mình phải làm bất cứ một cái nghề nào khác nữa hết. Dũng, sao con không nghe lời mẹ hả? Ba của con theo cái nghề này, ba của con khổ biết bao nhiêu rồi. Sao mẹ nhìn con theo nghề này để khổ như ba con hả Dũng? Nghiệp của con phải chịu trách nhiệm. Chỉ cần con được đứng trên sân khấu là con rất hạnh phúc. Mặc dù con phải làm một cái bóng của người khác. Dũng à, con còn trẻ, con thần tượng ai á, con làm giống họ, điều đó không có gì sai hết con. Cái sai của con á là lấy cái điều đó ra để lừa gạt khán giả. Điều đó là sai con à. Mẹ sinh ra con, mẹ muốn con á, bất kể làm cái nghề gì, con cũng phải là chính con. Con hiểu không Dũng? Dũng ơi Dũng, gom đồ đi bến khác hát. Cái bến này hát không được nữa rồi, người ta đánh dữ quá, hát là người ta đánh chết luôn đó. Đi. Ông bầu à, nếu mà con đi bến khác á, con nghĩ mình hãy làm nghệ thuật chân chính đi. Đừng bao giờ bắt chước một cái tên nào hết. Mình làm nghệ thuật chân chính được mà ông bầu, làm bằng khả năng của mình đi ông bầu. Chú biết rồi, sở dĩ mà chú làm như vậy á là chú muốn có tiền để lo cho cuộc sống mấy anh em trong đoàn mình. Nhưng bây giờ chú mới biết chú làm như vậy là sai rồi. Yên tâm, chú hứa với mấy đứa, bắt đầu ngày mai chú sẽ cho tụi con làm chính tụi con. Bắt đầu ngày mai gánh hết mình sẽ làm lại từ đầu. Thiệt không mau? Mẹ, mẹ yên tâm đi, mẹ tin con đi. Rồi sẽ có một ngày mẹ sẽ thấy con đứng trên sân khấu với cái tên Tuấn Dũng. Mẹ, người ơi, kiếp tâm nhà thơ cho đời nặng mang nỗi niềm riêng, lơ là giấc mơ kiếm tiền. Rồi khi màn nhung sân khấu khép về bóng đêm, trả hết yêu thương lời ca thoáng trên đầu môi, xót xa thân mình sao còn nhiều bao cay đắng, khác chi cũng đàn tơ chung phim là tình xa. Mẹ yên tâm, con hứa với mẹ, con sẽ chứng minh được mà. Nghiệp cầm ca mãi còn án nhân cho đời, nhịp tim với lời ca giao hòa gửi trao cho người.
sẽ liêu. Má rất là xao xuyến, mà trong này nó có đủ thứ hết, mà ít có ai mà giả gái mà xấu như Dũng vậy. Xấu mà xấu đặc biệt luôn á. Mà sao thằng đó nó thương được, tao không biết sao nữa. Thấy con diễn như thế, nhìn qua Diệp Tiên mới thấy là cái lòng con của người nghệ sĩ nó là như thế. Má phải nói là má rất là cảm động. Em không lạm dụng thần tượng, em không cố gắng bắt chước anh Hoài Linh ở mọi góc độ hát, ca, múa, nhảy với cái tài năng của em mà qua các vòng thi chị theo dõi. Nhưng mà em không lạm dụng cái đó, và cả Diệp Tiên khi dựng cũng không lạm dụng cái đó luôn. Cho nên chị xem chị rất thích, rất là cảm ơn em. Xin cảm ơn nghệ sĩ Kiều Anh. Anh rất là hạnh phúc. Cảm ơn bé Đâm Thư trước. Tại trước khi mà làm cái tiểu phẩm này phải điện thoại xin anh Linh trước. Sau khi bé Thư điện xong thì anh Linh đã ok cho Dũng diễn cái trích đoạn này. Thật sự là tập sửa rất là nhiều, sửa nhiều lắm luôn. Nãy trước khi ra mình anh cũng phải sửa nữa. Nhưng mà cuối cùng mình có được một sản phẩm hoàn chỉnh vậy, anh cảm thấy rất mừng cho công sức của tất cả anh em mình. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần dự thi của thí sinh Tuấn Dũng, và hy vọng rằng tất cả quý vị hãy nhắn tin và bình chọn cho Tuấn Dũng theo cú pháp CXV khoảng cách 08 và gửi về tổng đài 8234. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến người nào. Những tim em đang ồn ào khi anh quay sang nói lời chào. Hẹn hò ngay với em đi, đâu có mấy khi. Sao không yêu nhau, bây giờ yêu luôn đi. Tin không em đang thật lòng, em nghe đây anh nói đi anh. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Nó bị cắm. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Nó bị cắm. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Đã nói là nó bị cắm mà. Tôi biết rồi, nhưng ảnh đẹp. Không em đang thật lòng, em nghe đây anh nói đi anh. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhau hay thôi, chỉ một lời. Không yêu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. The bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror, if he is no friend of me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mine over everything. Không yêu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Anh yêu em. Đó. Thấy chưa, tình yêu của tôi đã khiến cho anh ấy nói chuyện được rồi đó. Nói nữa đi anh. Anh yêu em. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhau hay thôi, chỉ một lần. Không yêu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi.
Đầu thì cũng có nhiều bỡ ngỡ, thì cũng có lúc bơ vơ. Thôi kệ bà nỗi đau tam dở, con bên mẹ đời như ý thơ. Con muốn về nhà lúc 5 giờ, mẹ nấu ăn con sẽ giúp đỡ. Xong tất cả con sẽ ôn bài, không để mẹ đào phải nhắc nhở. Con xin hứa, con sẽ nhớ. Con sẽ nhớ là nhớ cái gì? Con đã nhớ, con đã nhớ. Con đã nhớ là tắm phải cây. Ơi thằng khỉ, hỡi về tới nhà là nhảy tưng tưng. Ok mẹ. Ai dám đeo mẹ sao mẹ rưng rưng? Mẹ nói đi, con sẽ rửa đẹp nó cho mẹ vừa lòng. Không phải đâu, mẹ chảy nước mắt hồi nãy cắt hành nồng. Mẹ giấu con, sao mẹ nói con là người đàn ông của mẹ? Thì phải rồi, là người đàn ông là con trai cưng của mẹ. Mẹ đừng có buồn nữa nha, con sẽ mãi bên mẹ chở che. Học cho giỏi hơn bạn hơn ba, vì con là người đàn ông của mẹ. Con được một gia đình trọn vẹn, nhưng mà mẹ hứa suốt cuộc đời còn lại mẹ sẽ cố gắng vì con. Mẹ ơi, mẹ đừng có buồn nữa nha, con thương mẹ lắm. Mẹ đi cho tốt nha. Và đó là một phần câu chuyện trong cuộc đời của thí sinh Kim Đào. Trước khi giám khảo nhận xét thì muốn động viên Đào một chút. Mình có duyên mình gặp, nhưng mình phải nợ nhiều thì mới ở với nhau lâu. Coi như là cái nỗi buồn của một người vợ á, được bù đắp lại bằng niềm hạnh phúc của một người mẹ. Thì bây giờ cái niềm tin và hy vọng của mình á, dành cho ai đó cạn kiệt rồi thì thôi, mình dành hết niềm tin và hy vọng cho người đàn ông đáng tin cậy của mình, đứa con trai cưng của mình nhé. Qua câu chuyện này, trước tiên là con muốn mời thầy Minh Nhí. Diễn viên Nhí này là... Dạ là con dạ, trai bé đó. Thỏ, con trai ruột của Đào. Vậy luôn. Đó hả? Con rất là dễ thương. Dạ con chào ông. Con chào... chào tới ông mới đúng rồi. Đúng rồi. Kim Đào mở màn chương trình tối đêm nay và mở màn cho chương trình Cười Xuyên Việt của mùa này. Một tiết mục ngắn gọn, rất dễ thương. Và bạn không cần phải nói nhiều, bạn chỉ dùng lời ca để bạn tả cái cuộc đời của bạn rất là thú vị. Thì không nghĩ là những cái động tác múa của Đào lại uyển chuyển đến như vậy, rất là đáng khen. Và đặc biệt cái phần sau khi mà có bầu và khi có đứa con, tạo cho mình một cái xúc động nhẹ để mình nhấn cho cái tiết mục của mình và tả hết cuộc đời của Đào như vậy, rất là đáng khen. Trong cái mùa này thì hy vọng là Đào sẽ tỏa sáng. Với chương trình Cười Xuyên Việt này sẽ giúp cho Đào có nhiều cơ hội hơn. Trong mấy chục năm như là Đào đi diễn, đi làm nghề, chưa có may mắn lắm. Hy vọng sau chương trình này, khán giả sẽ yêu thương Đào, biết đến Đào và Đào tỏa sáng. Nhớ lời hứa là hãy lo cho người đàn ông của cuộc đời mình nha. Dạ, dạ, cảm ơn thầy. Dạ, con cảm ơn thầy Minh Nhí. Em xin phép xin một vài ý kiến của chị Kiều Oanh. Tại vì em nghĩ là con gái, là phụ nữ á, ai cũng muốn mình đẹp hết á. Mà Kim Đào khi mà bén duyên với nghề á, lại chịu những lời chê bai là phụ nữ với nhau. Em nghĩ chị Kiều Oanh sẽ có những lời xứng đáng cho Kim Đào ngày hôm nay. Thôi thì cho phép chị thay thế cái người mà đã từng nói em như vậy. Dạ. Cũng là phụ nữ, xin lỗi em. Bởi vì cái điều đó không ai có quyền nói em hết. Làm diễn viên được hay không, tồn tại được hay không là do khán giả nữa. Nhưng mà chị nghĩ nên cảm ơn những cái khó khăn, vì trong cái khó khăn nó sẽ trui gèn cho mình dữ dằn lắm em ạ. Cái đó chị khuyên thật sự. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, hồi nào tới giờ có ai nói em hát hay không? Hay đó. Cái đó nói thật, em rất là thông minh khi em chọn cái dòng nhạc này, cộng thêm cái phối nữa dễ thương, để chi? Để nâng cái diễn xuất của em hơn. Chị xin chúc mừng và cũng rất là khâm phục em. Thời gian qua đã làm hai nhiệm vụ, vừa là mẹ vừa là cha, để dẫn dắt một cái sinh linh nhỏ bé cho đến ngày hôm nay. Trong cái câu hát chị rất là thương là con sẽ là
người đàn ông của mẹ, con sẽ thay thế, đúng không con? Dạ phải. Ồ, con thương mẹ con mới nói hay vì con nói theo kịch bản. Dạ, con thương mẹ nói hay á. Ồ, đó. Đào ơi, nếu như ngày xưa người ta vẫn yêu em cho tới bây giờ thì nó thật sự có lẽ không có một Kim Đào cứng cỏi như bây giờ, không có một Kim Đào làm hai vai trò như vậy. Ngày hôm nay em xuất hiện ở đây thì đó là minh chứng cho một sự bản lĩnh về cuộc sống của em rồi. Nghệ thuật thì cũng như cuộc sống, đời là kịch, kịch là đời. Em rất cảm ơn những lời nhận xét của chị Kiều Anh. Đúng như chị nói á, tại vì một lời khen hay một lời chê mà xuất hiện đúng lúc á, nó có thể thay đổi một con người. Và biết đâu những cái điều đó là động lực thúc đẩy cho Kim Đào đến với sân khấu Cười Xuyên Việt ngày hôm nay. Nhưng còn cái này, tại sao 3 năm rồi Xuyên Việt mới trở lại? Ở đây là một cái cuộc rất là lớn. Cái Cười Xuyên Việt này là một cái cuộc nổi tiếng và nó là một thương hiệu rồi em à. Dạ. Và sự trở lại này thì em phải ngoạn mục, cố gắng hơn nữa. Đương nhiên đây là màn chào đầu, nhưng mà dì chỉ muốn hơn nữa. Không nhảy thì thôi, nhảy là phải đẹp. Và bản lĩnh em đã tới đây rồi và chị nghĩ em sẽ làm được. Dạ, cảm ơn chị. Và mong là từ đây về sau cuộc đời Kim Đào chỉ có vui vẻ và hạnh phúc với nhau thôi. Dạ. Hai mẹ con sẽ thật sự vui vẻ. Vâng, dạ. Tôi xin bổ sung cái ý kiến này cho Kim Đào nha. Tôi thấy Đào một thời gian vừa qua, Đào có một cái vỏ bọc gì đó rất là lớn. Và bây giờ Đào đã tham gia cuộc thi Cười Xuyên Việt rồi, thì tôi hy vọng là Đào sẽ phá bỏ cái vỏ bọc đó. Ngoài cuộc đời, Đào có thể là một bà mẹ, nhưng trong nghệ thuật, Đào hãy là một cô gái thanh xuân. Dạ. Thấy chưa? Một quán quân Cười Xuyên Việt liên tục bén duyên với phim điện ảnh, nói có khác. Và đó cũng là lý do vì sao mà chủ đề vòng đầu tiên là cuộc đời tôi. Ở vòng này thì chúng ta không ưu tiên, không ép buộc phải gây thật nhiều tiếng cười, nhưng mà nhân cơ hội này sẽ chia sẻ những lý do, mục đích mà các thí sinh đến với Cười Xuyên Việt ngày hôm nay. Và bây giờ thì mình vui lên. Em mời anh Gia Bảo ạ. Vui không? Mời. Vui lên, nhanh lên. Anh Bảo nói cái gì rất vui nè. Thì đó, nói cho vui nha con. Vui nha, mọi người đang nói chung nè. Anh Gia Bảo trầm tư, nhưng bây giờ mình vui đi. Không, thật sự trầm tư là như vậy. Cách đây 4 năm mà lúc mà Gia Bảo mở sân khấu á, thì có nhận được một cái lời của Kim Đào mà em nó xin làm hậu đài. Cái điều đó là cái điều mà làm Gia Bảo rất là ấn tượng về cô bé này. Một người con gái xin làm hậu đài, nó làm cho mình cảm thấy nhói lòng lắm. Bao nhiêu lâu nay, có nghĩa là Gia Bảo thương Kim Đào nhưng mà không thích ở Kim Đào một cái là rất là tự ti trong cuộc sống. Thì anh nghĩ là bây giờ em bước vô chương trình này, em dám đối mặt với cái câu chuyện của em mà em làm từ cái chuyện buồn mà biến thành hài như vậy, thì đó là một cái em đã dám đối mặt rồi. Dạ. Và anh hy vọng là em có một cơ hội duy nhất trong chương trình này là em phải nổi bật. Dạ. Và em phải thành công trong chương trình này. Đó là điều anh mong muốn. Tuyệt vời. Dạ. Em biết chị Nam Thư cũng là một người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ và chỉ cần tiếp cái sự mạnh mẽ đó cho Kim Đào. Em mời chị. Chắc là Thư là xin giới thiệu là single forever. Anh là forever là sao? Sao mấy người biết tôi độc thân quá? Sao rành quá vậy? Ủa tại sao là có những câu single anh thốt từ miệng mà anh hả hê vậy anh Tú? Từ nãy tới giờ tất cả các cô chú anh chị ở đây là nói với mẹ Đào rất là nhiều rồi, nhưng bây giờ cô Thư sẽ nói với Thọ nhá. Trong bài rap của con á, thực sự con xuất hiện á, mọi người ở đây ai cũng wow và vỗ tay cho con hết. Mọi người chưa vỗ tay cho mẹ Đào nhưng mọi người vỗ tay cho con trước. Bởi vì cái sự xuất hiện của con quá ấn tượng. Và những cái lời mà con rap trong đó thì có một câu mà tất cả mọi người ở đây ai cũng nhớ là con sẽ là người đàn ông của mẹ con. Con năm nay con bao nhiêu tuổi hả Thỏ? Dạ con 9 tuổi rồi. Con 9 tuổi rồi, vậy con hứa là con sẽ yêu thương mẹ mãi mãi đúng không? Dạ đúng. Vậy thì tất cả những gì con nói hôm nay nó còn trên mạng mãi mãi. Mai mốt con coi lại chương trình này thì nhớ những gì đã hứa với mẹ và không bao giờ được làm mẹ buồn nhá. Dạ. Rồi, giờ là xong phần Thỏ tới phần Đào. Dễ sợ quá. Chị rất là đồng ý. Sợ quá. Nhiều thí sinh lắm chị ơi. Chị rất đồng ý với chị Oanh một điều là cái cuộc này là một cái cuộc cực kỳ khốc liệt. Bước ngoặt cuộc đời luôn á. Chính xác, tất cả những nghệ sĩ ngồi ở đây đều là bước ngoặt cuộc đời. Bước Cười ngoặt Xuyên cuộc đời. Việt là bước ngoặt cuộc đời của Nam Thư. Bảo Lâm, anh Tú. Yeah, vỗ tay với Cười Xuyên Việt đó nè. Đó, chính xác, chính xác. Dạ không, và đôi khi cũng không cần là đạt danh hiệu đâu ạ. Không danh hiệu vẫn được nhớ Minh Dự à. Minh Dự vẫn bước ra từ Cười Xuyên Việt luôn. Cuộc này cực kỳ khốc liệt. Và Cười Xuyên Việt là một cái thương hiệu rất lâu rồi, 3 năm mới trở lại. Thì không chỉ riêng Kim Đào mà 5 thí sinh ở trong kia đã xác định bước vào cuộc chơi này thì phải chơi hết mức, hết mình. Các bạn cũng đã làm nghề một khoảng thời gian rồi, thì cái cuộc này là cái cuộc các bạn có bật hay không. Giống như chị ngày xưa, chị làm nghề 11 năm chị tham gia Cười Xuyên Việt chị mới nổi tiếng. Chị Oanh nói rất đúng, không bước ra thì thôi, bước ra là phải gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ. Và
đó là sản phẩm cống hiến cho bản thân mình đầu tiên nè. Đây là sân chơi dành sản phẩm cho tụi em đó. Và hy vọng là chị sẽ gặp lại Kim Đào ở những vòng sau quyết liệt hơn. Dạ hết. Dạ. Cảm ơn chị. Được đầu tư mà phải không Duy Thư? Phải chơi hết mình chứ. Ai bỏ tiền ra làm cảnh trí bối cảnh tất cả mọi thứ cho mình. Chính xác. Cho em nói câu được không à anh Dự ơi? Cho em nói, em chưa nói được cái gì luôn á. Dạ, em nói ngắn gọn. Em hiểu tâm lý mấy người nói sau cùng lắm đó. Một ý khác của anh, một ý khác của anh nè. Là Kim Đào là anh rất là thương luôn. Anh giúp đỡ thiệt sự luôn. Anh có một cái vai gì mà phụ nữ hay đó là anh đều kêu Kim Đào. Ngay cái livestream thấy Đào bán ế, nói Đào ơi mày xuống nhà tao đi. Vậy do bài trăm đơn. Đúng rồi, like cái là cả trăm đơn. Với lại ngay cái đòi nợ. Người nó đi phim người ta không trả tiền. Rồi sao anh? Mà cái fanpage của anh là fanpage quảng cáo không đấy em? Đúng. Anh đăng lên đòi nợ giùm Kim Đào. Em rất là tình thương của anh dành cho nó rất là nhiều luôn. Lúc nào Đào á là cũng đứa nhiệt quyết, máu lửa hết. Nhưng mà cái anh Gia Bảo nói đúng, em bị tự ti á. Em tự ti về cái ngoại hình em nè, em tự ti về cái hoàn cảnh của mình nè. Anh nói hả, xuất phát không ai mà giàu, không ai xuất phát mà giỏi hết. Mình phải từ từ mình cố gắng lên, không tự ti. Với lại không được than nha, cái nghề này mà than hoài. Không được than mệt, không được than trời sao cực quá, không có. Trời biết bao nhiêu người ngoài kia không có việc làm, mà mình có công ăn việc làm ở đây, mình được chán hết mình. Thì tại sao mình không vui chứ? Người ta có than đâu, có em bán hàng nhiều quá em than. Chứ người ta có than miếng nào. Dạ, dạ em cũng xin nói ở đây với mấy anh chị và tất cả quý vị khán giả, đợt này em rất là quyết tâm mới tham gia Cười Xuyên Việt, và em xin hứa là những tập tiếp theo em sẽ khác, phá bỏ cái vỏ bọc của em như anh Tú đã nói. Hay quá em. Em với lại có cơ hội là cho bé vô luôn nha, tại vì nãy xuất hiện cái anh rất là xúc động luôn á, tại vì kiểu là hiện mặt trái tim á, nó chạm đến trái tim anh khóc thiệt. Người ta đưa con, người ta kỷ niệm một lần, người ta biết chỗ nào nên dừng, chứ phải lúc nào cũng đưa con đưa vợ như em đâu. Thì bây giờ tới phần công bố điểm. Tiết mục của Kim Đào được 56 điểm từ ban giám khảo chuyên môn và ban giải trí. Giải thưởng nóng. Trường hợp 1, nếu tổng điểm của tất cả giám khảo dành cho bạn đạt tối đa 60 điểm, bạn nhận ngay giải thưởng 5 triệu đồng tiền mặt. Trường hợp 2, nếu tổng từ 55 điểm trở lên, bạn sẽ có quyền lựa chọn một trong 3 ô may mắn với mệnh giá giải thưởng ngẫu nhiên là 0 đồng, 2 triệu đồng và 4 triệu đồng. Chúc bạn may mắn. Kim Đào được quyền bốc thăm để nhận phần tiền thưởng nóng ngày hôm nay. Wow. 0 đồng, 2 triệu đồng và 4 triệu đồng. Mẹ con Kim Đào đưa ra quyết định của mình đi. Mẹ cho con chọn á. Dạ. Con chọn ô số mấy nè? Dạ con chọn số 2. Con chọn ô số 2. Dạ. Chốt số 2. Dạ. Chốt đơn với con luôn. Mời số 1. Có tiền. Chú Dự mở ô số 3. Chúc mừng Kim Đào và con trai của mình có 4 triệu đồng cho phần thưởng nóng ngày hôm nay. Yeah. Và mong là với số tiền này, tiết mục lần sau của Kim Đào sẽ hoành tráng hơn, quyết liệt hơn và thú vị. Các bạn ơi, đi học ơi. Tặng mình bóp tay không nhé, tặng mình bóp mi pha nhé, tặng mình thời gian xinh xinh, hai tay hoa lớp một lần. Nhớ lắm, tôi xa được trường mầm non thân yêu. Nhớ lắm, tôi xa được trường mầm non thân yêu. Và đó là cách mà tôi chia tay trường mầm non. Chào bạn, tạm biệt bạn. Rồi tôi bắt đầu bước vào cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3. Nhưng tôi lại chia tay cấp 3 cũng bởi vì cái thằng mập, vừa mập vừa xấu, học dốt, nhà thì nghèo, tôi làm nghệ thuật dẹp đi. Cuộc sống mày là vậy mà, sinh ra đã là một nỗi nhục rồi. Vì sinh ra trong gia đình vất vả lại không đầy đủ mẹ cha, hàng ngày phải nghe đi nghe lại những câu chửi tiếng chê bên tai. Mày xấu dốt bất tài vô dụng, nhìn mày còn chẳng thấy nổi tương lai. Xin lỗi mẹ vì những tháng ngày mẹ đã vất vả không nghỉ ngơi. Xin lỗi mẹ vì chưa một lần làm mẹ tự hào được với cuộc đời. Xin lỗi mẹ vì tội bất hiếu, sao quê xa mẹ buồn lắm mẹ ơi. Con chỉ mong cúi mặt một lần để có cơ hội làm lại cuộc đời.
quần áo, ba lô, hồ sơ và tiền lẻ, tất cả mang lên xe, tâm trạng như giằng xé, trước mặt là thành phố lộng lẫy đầy tương lai, bỏ đằng sau ký ức Cà Mau một ngày không xa có được quay trở lại. Quần áo, ba lô, hồ sơ cùng tiền lẻ, tất cả mang lên xe, tâm trạng như giằng xé, trước mặt là thành phố lộng lẫy đầy tương lai, bỏ đằng sau ký ức Cà Mau một ngày không xa có được quay trở lại. Cướp hết rồi, em biết phải sống bằng cái nghề gì đây? Xích lô, ai không hay ước mơ, cứ mơ lặng lẽ, cứ vui đùa nhé, cứ long không đi về. Dòng đời về đêm dường như vỡ tan rồi, còn lại mình ta ước mơ đã đời. La 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 la. Không sao, không sao, sao? Bình tĩnh thôi, bị dịnh thôi mà. Xích lô quá tải thì bị xích luôn. Xích lô không được, tôi biết phải làm cái gì khác. Đó, thấy chưa? Không có bằng tốt nghiệp mà đi lấy. Ôi, chân lý của cuộc đời tôi đây sao? Đi em ơi, đi chung với anh, mình đi đến đâu có biết bạc núi xanh, chạy con sen chở chồng chằng, mình phóng tầm mắt tới chân trời mới toanh. Tới rồi. Chiều tan trường về đêm cùng làn chung bước. Cuối nẻo đường đi đôi vòng. Bước ra liền, bước ra khỏi luồng ánh sáng của tôi liền. Ôi, em không có ăn cắp. Tao nói mày đồ ăn cắp á. Anh trai, cái đó là tụi nó dàn dựng tôi lấy xe chứ em đâu có ăn cắp đâu. Mà em nói anh nghe, em có thể ăn được tất cả mọi thứ, nhưng ăn cắp thiệt không? Mà cái món ăn cắp đó có ngon lành gì đâu, bắt ăn cắp hoài trời. Nhưng mà tao nhìn từ trên xuống dưới á, là mày rõ ràng ăn cắp luôn á. Trời ơi, ê, anh không phải chủ em á, lại đu nữa nè. Áp đặt người ta là ăn cắp. Còn anh á, nó chạy xe ngang nè, em thấy nó dễ thương, em nhìn thôi, nựng thôi. Trời chứ ơi, không có ý mà ăn cắp đâu. Mày để con tao, mày âm mưu dữ nó. Nó mới có 4 tuổi nghe chưa? Stop. Con anh bao nhiêu tuổi? 4 tuổi. Thì chiếc xe của nó chút béo vậy nè. Nếu như em ăn cắp xe của con anh thì em leo lên em ngồi xuống, chẳng khác nào em nuốt trọn chiếc xe. Hả? Mày là một thằng không có học, không có nhà cửa thì túm lại mày là thằng cắp. Cái chuyện đó dừng mọi thứ đã sụp đổ. Như ánh sáng soi rồi tâm hồn, dừng niềm tin mà thành tâm tiếp bước à. Sông nước ngọt ngào dùng đất Cà Mau đã cho tôi thêm nhiều ý chí à. Như sức tay giữ lấy mái chèo, chèo chống chống chèo vượt qua cơn giông bão à. Bước vào nghề nhờ những nghiệp duyên đã gieo cho tôi bước thăng trầm. Những chua cay đều nở với đời, nở với đời hay đời nở ta. Mong kiếp này phát triển những tinh hoa, xin tặng tôi cho sân khấu tâm hồn nữa. Đã được trở thành sự thật. Tôi đã được đứng đây, được diễn, được ca, được làm những gì mà mình mơ ước. Và tôi xin hứa sẽ luôn giữ và trân trọng những gì mình đã có. Tôi sẽ bay thật ca, bay thật xa và bay cao trên ước mơ của mình.
mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười rạng người, bay lên cao, bay lên cao như con cao. Oh 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 oh, quay quay xa về gần rồi vội vàng lại quay quay thêm một lần, cuộc đời như lân lân, như lân lân không ngại ngần. Oh 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 oh, ta về trong mơ, về trong mơ. Kính thưa quý vị, và đó là câu chuyện của cuộc đời Phước Lộc. Wow. Phước Lộc ơi, đồng cảm lắm. Thử biết bao nhiêu nghề, mình cũng đam mê làm việc mà mọi người cười chê mình ngoại hình không có đẹp bằng ta, chiều cao mình bị thiếu, mà nhiều khi bị chê bì ngang mình hơi nhiều nữa. Xin nhiều chỗ không nhận, thử nhiều việc cũng không xong. Nhưng mà bất ngờ sân khấu, và đặc biệt là sân khấu hài, chấp nhận những khuyết điểm của chúng ta. Và Phước Lộc có mặt ngày hôm nay, chúc mừng bạn. Dạ, cảm ơn. Xem Phước Lộc trình diễn xong á, cái em muốn mời anh Gia Bảo nhận xét. Dạ, xin phép bà Minh với cô anh cho con nhận xét trước. Nhìn Phước Lộc thì anh nhớ Người Xuyên Việt năm 2017, ngay cái tập đầu tiên luôn, cái tập mà Hồng Thanh ra mắt là em đã diễn cho Hồng Thanh. Cái vai gần như không có thoại nhưng mà rất là có duyên. Và từ đó là anh biết em, giờ này thấy em mạnh dạn dám đi thi cuộc thi này. Mà Lộc lại là một người rất là đa tài, em đi diễn lô tô nữa, ca hay, diễn giỏi mà có duyên. Ngày hôm nay tập đầu tiên cũng cho thấy được nhiều cái khả năng của em. Cái phần đọc rap em quá là dễ thương, bắt trend quá tốt, ca hát tất cả mọi thứ với một trend rất là ok. Dạ. Cảm ơn anh Gia Bảo. Em muốn mời chị Kiều Oanh ạ. Trước tiên thì cảm ơn em lần đầu gặp gỡ mà đã dọn cho một cái mâm tiệc nó hoành tráng. Đó là một cái điều thông minh. Nếu như ai đó không có tôn trọng cái ngoại hình của em, họ xem thường ngoại hình của em, thì ngày hôm nay chị chỉ nói như thế này là màn chào đầu của em, sự duyên dáng của em, cái thông minh chọn cái kịch bản của em, nó bằng cái số ký của em hiện nay. Dạ, thông minh chị. Vậy thôi. Con biết thầy hiểu lắm về những học trò mà quá nhiều khuyết điểm mà không tự tin về ngoại hình của mình. Mời thầy cho lời khuyên. Cũng giống như ngày xưa thầy cũng bị cái khuyết điểm, thì thầy của thầy mới nói là con hãy lấy những khuyết điểm để con làm thành ưu điểm. Bây giờ thầy cũng gửi cái câu đó lại cho con, mình hãy lấy những cái gì mà người ta cho là khuyết điểm để mình vận dụng nó, mình biến nó thành ưu điểm của mình. Tiếp mục chào sân của con rất là ok. Thầy chỉ nhắc con, mai mốt con diễn con phải giữ cái sức cho mình nữa. Cái lửa từ bên trong của người nghệ sĩ là phải có, tuy nhiên phải khống chế chừa cái sức. Nếu như một đêm mình diễn 3-4 suất thì làm sao mình chịu nổi. Diễn làm sao mà người ta thấy hừng hực nhưng mà người ta vẫn thấy nhẹ nhàng, không có hùng hục. Phải giữ sức, mình có sức mình mới chiến đấu được với các bạn khác. Ha, đó là một cái. Cái thứ hai, con phải tìm cho mình cái chìa khóa riêng. Khi xuất hiện mình phải khác với những nhân vật khác thì con mới thành công. Con phải tìm cho mình những cái đặc sắc của ngoại hình của mình và không trùng lắp với người khác. Hy vọng là con sẽ có nhiều cái chứng minh mình ở những tập sau. Cảm ơn con. Con cảm ơn thầy. Và con nghĩ là không riêng gì Phước Lộc đâu, những thí sinh còn lại thèm thuồng nghe những kinh nghiệm từ thầy lắm. Dạ, Dương Lâm. Tại nãy giờ các thí sinh á, ai cũng kể cái nửa đời người từ lúc mà phát triển một xíu. Còn em là em kể từ lúc mà em ấu thơ, lúc em học mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi em làm đủ thứ nghề luôn mới được đến với nghề nghệ thuật này. Nhưng mà tại sao em không kể cái nghề mà ngày sinh em theo anh vậy Lộc? Anh nuôi em trắng trẻo mẫm mỉm. Anh ơi, tại vì cái bài em á là đạo diễn nói là ồn rồi, cho nên là cái khúc em không thể nào được cái khúc mọi người ơi vô được. À, một thời gian là không có công ăn việc làm, nhắn tin cho anh Lâm ơi có làm gì kéo em theo với. Nhưng mà có những người ơn nhanh mà lui về phía sau không cần nhắc cái tên mình, đó mới là rộng lượng đó anh. Trời, cậu bé này. Nhưng mà thôi bây giờ là mình làm người rộng lượng, bỏ qua cho Phước Lộc đi. Rồi bỏ qua Phước Lộc, với lại nhắn nhủ với Lộc một câu. Từ trước giờ những cái chương trình game show như là chương trình em tham gia rất là nhiều, em thuộc về là ông hoàng giai phụ luôn á. Nói chung là ai thi cái gì cũng có mặt em hết trơn á trời. Mà chưa thấy em đứng ở một cái vị trí chính nào, ở một cái chương trình nào hết. Thì đây chính là cái cơ hội nha, phát huy cầm trình một chương trình và tỏa sáng trong chương trình Cười Xuyên Việt này. Xin chúc mừng Lộc. Dạ, chúc mừng Phước Lộc. Em cũng phải cảm ơn anh Lâm, là nhờ có khoảng thời gian mà anh Lâm kêu em phụ livestream đó. Đó thì phải kể. Em mới đủ cái tiền mà trang trải. Dạ, Lộc cũng đã biết ơn rồi. Dạ, mời chị Thứ. Thật sự là Lộc cũng đã hợp tác với chị 2-3 dự án rồi. Nhưng mà thật sự bây giờ hồi nãy em bước ra sân khấu chị không thấy số ký của em. Chị chỉ thấy một Phước Lộc ở trên sân khấu. Trời ơi, máu lửa vô cùng, nhịp nhàng vô cùng. Và em là một diễn viên cực kỳ thông minh khi lên sân khấu.
em biết chia ra như thế nào như thế nào. Trong một cái bài của em nó ngắn gọn mà nó đầy đủ, cái gì cũng dọn ra hết. Và hy vọng là mở màn đã nặng ký như thế này thì vào những vòng tiếp theo đừng làm Ban giám khảo thất vọng hết. Dạ, cảm ơn chị Nam Thư. Chị Thư nói vậy áp lực thí sinh quá. Hồi nãy tưởng là chung kết không đó em. Tưởng cái cú mặc áo dài lên rồi đẩy cái bụng lên có bông ra rồi sau lưng có những biểu cảm hay ho biểu cảm nữa. Hay ho nữa tưởng chung kết không chứ. Em ngồi với em hỏi ủa mở màn là kiểu này chung kết lấy gì thi ta. Đúng rồi, có bông có quan. Ủa này là sao vậy em? Em mang tâm lý đi thi của mình là vòng nào cũng như vòng chung kết. Ê nói nha. Áp lực trăm bề. Vòng nào cũng như vòng chung kết thì phải cho cái người mà vô chung kết rồi ta phát biểu. Dạ mời anh Tú. Anh cũng biết em rồi, anh cũng đồng cảm với câu chuyện của em vì cái câu chuyện của anh nó cũng y chang như vậy. Ngày hôm nay em làm được một cái điều là em bước chân lên Cờ Xuyên Việt để em thể hiện khả năng của mình. Sau bao nhiêu năm đi làm nghệ thuật mà người ta không trân trọng em thì đây là lúc để người ta trân trọng em. Và em có rất nhiều tố chất thật sự. Anh hy vọng là em sẽ giữ được cái tố chất đó và trao dồi thêm cái sức khỏe của mình. Cảm ơn anh Tú. Và bây giờ là số điểm của Phước Lộc ở vòng thi này. Tổng điểm của Phước Lộc là 57,5 điểm. Còn bây giờ là bốc thăm của Ngài Lộc nhé. Rất căng thẳng đây. 0 đồng, 2 triệu hay 4 triệu? Ô số mấy Phước Lộc? Bình thường Lộc thích số mấy? Em thích số 3. Chọn số 3. Bây giờ Dự sẽ mở hai ô còn lại. Lộc đứng qua đây. Ủa đứng như là phóng dao vô trái táo vậy Lộc. Mình để thoải mái tự nhiên. Cẩn thận. Dự mở số 1 nè. Trời ơi. Lộc mở số 2 đi. Dừng. Rồi. Hay quá Lộc ơi. Hay quá. Số 3 luôn đi Lộc. Mở cái bạc luôn. Chúc mừng Phước Lộc với phần thi này. Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng đã từng vấp ngã. Đúng không? Có đúng như vậy không? Nếu như ai cũng đã từng vấp ngã, tại sao không thương cảm cho một người vừa mới vấp ngã mà đến với hàng bánh bông lan của tôi? Vâng, xin kính thưa quý vị, bánh bông lan của tôi được xuất xứ gia truyền từ đời ông bà anh, được dùng biếu để cho, nên các bạn đừng lo, bánh bông lan của tôi là ngon nhất. Ai vậy? Ai? Nếu không có ai, tôi xin khẳng định một lần nữa, bánh bông lan của tôi là ngon nhất. Chưa chắc. Lộn là ngon nhất, bông lan chưa chắc mà đứng hạng nhì. Đừng ở đó mà so bì bông lan ngon nhất. Xin hỏi chú em là ai mà hôm nay lại đến địa bàn của chị để mà la lối? Tay ta đây cầm một dĩa bông lan. Ta sẽ tự giới thiệu, ta họ Bông, tên Lan. Ê, nhưng đừng có giỏi xem thường ta. Đó chỉ là tên nghệ danh để ta đặt trong nghề cho dễ nhận dạng thôi. Chứ tên thật của ta là Ngọc Lan. Hả? Cái tên đàn ông dễ sợ. Xin lỗi, ba má bề trên đặt sao để y thế vậy? Bên kia có làm giấy khai sanh cho tôi mà mày đặt ý kiến ý cò. À, còn em em là ai, từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân hương? Cười cái gì? Ta hỏi ngươi đó. Ngươi hỏi ta? Đúng. Ta xin tự giới thiệu, ta là Hai Cúc Lộn. Hai Cúc Lộn à? Đúng, Hai Cúc Lộn. Thầy khoan tí, nó nghe nè. Hai Cúc Lộn đúng không? À. Hai Cúc Lộn vậy là hai trứng này lộn theo thùng kia, nó đâu có lộn. À, có lộn. Lộn sao được mà lộn, mày mới rao rõ ràng mày đó là hai thùng Cúc Lộn, tức là chỉ hai trứng này lộn theo thùng kia, nó không có lộn. Có lộn, tao lộn sao được mà lộn, mày muốn rao thì mày phải rao rõ ràng một thùng Cúc Lộn, người ta mới biết là một thùng Cúc Lộn. Còn này mày rao chỉ hai trứng Cúc Lộn, người ta chỉ biết là hai trứng Cúc Lộn, mày muốn rao thì mày rao rõ ràng. Mày rao cho tao, tao xin lỗi, đừng chửi tao mà.
Ê, ê, giờ giận xíu giận lại. Thôi, giận với Quyết nè. Thầy ghét. Thôi mà tha lỗi cho tao đi. Hãy là tha lỗi khi chúng ta còn có thể. Và nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường và sống tới răng long đầu trọc. Mày đầu trọc kỳ lắm. Vô duyên. Bà lá bà xàm không à? Giỡn xíu thôi. Ê, gì? À, sáng giờ bán được không? Lai rai. Ủa lai rai gì mày hôn tao mày ô, sáng tao bán minh mông mày còn nè, thấy không? Minh mông nè. Đóng á. Như biển cả mà minh mông. Vậy mày là biển đi, tao là cá, tao xung quanh mày cho. À, ê, bữa nay như là tao nhớ sinh nhật ai với mày? Ai biết. Ủa mày không biết gì chân hả? Sinh nhật ai ta? Tao. Ủa sinh nhật mày hả? Ừ. Ủa ngạc nhiên chưa? Ê rồi có định tổ chức không? Tiền bạc đâu tổ chức. Ờ ha cũng đúng. Bán buôn nhiều bài sao có tiền. Ê mà nếu mà không tổ chức thì chắc chắn phải có người tặng quà. Sáng giờ có ai tặng mày không? Không. Ủa sao buồn vậy? À vậy nếu mà bây giờ có người tặng quà mày á thì sao? Bình thường. Cái gì? Bình thường. Bình thường. Bình thường. Mày tặng tao hả? Ăn buôn mày bệnh về hoài đồ tiền đâu ăn. Thôi yên tâm đi, tao nhiều tiền lắm, tao không mánh mà. À lại là hai anh em thằng Hùng với thằng Mạnh chỉ mày đó đúng không? Tao nói cho mày biết nha, mày nghe lời hai thằng đó hoài riết có ngày mày mang quà nha mày. Nhất là thằng Hùng á, thằng Hùng nó chỉ mày đúng không? Thằng Mạnh. Vậy là thằng Mạnh nó xúi mày. Thằng Hùng. Vậy là thằng Hùng nó ủng hộ mày làm chuyện này. À cả hai thằng. À rồi đâu nó chỉ mày cái mánh gì? À nó nói tao gì nè, tao chỉ mày nha. À rồi rồi. Nó nói tao là thương trường như là đấu trường, nếu mà bây giờ mình gặp đối thủ mình phải hạ. Mình hạ. Hạ Nguyệt. Hạ bệ nó mà buôn bán mặt hàng gì mình phải biêu. Mày biêu riếu cái mặt hàng nó, đừng bao giờ cho khách mua mặt hàng nó. Mình phải mua mặt hàng của mình. Mày hiểu không? Ví dụ mày mua cái gì? Mày bán gì? Bông lan. Mày bán bông lan. Rồi. Tao sẽ nói xấu bông lan. Mày là bộ làm khách đi. Làm khách. À. Ê, mà tao làm khách làm sao? À, khách bình thường thôi. Bình thường hả? À. Đâu. Tao bán tao bán cút lộn nha. Đâu, mày nghe tao rao là mày vô nha. Cút lộn ơi. Ai mua cút lộn không? Ai mua cút lộn không? Khoan xí. Ở sao tự nhiên mày bại liệt vậy? Thì mày kêu tao giả khách bình thường mà khách hàng thân thiết tao toàn mấy người này không mà. Ôi, mà giả gì mày chọc ghẹo người ta? Chọc ghẹo hả? Ờ, mày tao thấy vậy tao thương cảm lắm, tao diễn không được. Ê, vậy bây giờ giả ấy sao? À mày giả mấy khách nào mà hay mua của mày á, mấy khách bình thường thôi. Đâu có luôn. Vậy nha, vô nha. Tao ra nha. Con, trời đất ơi, con bán cút lộn hả con? Con bán cút lộn hả? Con khoan xí. Vậy? Ủa sao tụi mày đổi giới tính luôn vậy? Thì mày kêu tao giả khách thường mua, tao khách thường mua, tao toàn đàn bà nhiều chứ đàn ông ít thịt hả? Chấp nhận đi. Ờ chấp nhận. Rồi bây giờ vô nha, rồi nằm lại. À cút lộn à, con cút lộn không? Con bán cút lộn hả? Dạ con bán cút lộn. Rồi cho con hỏi một câu nha. Dạ. Cái bánh xèo bên kia ngon không? Dạ ngon. Cái bánh bèo bên đây ngon không? Dạ ngon. Cái bánh xe chắc không ngon rồi. Ủa con bán cút lộn hả? Dạ. Ồ con bán cút lộn mà con không thích ăn cút lộn. Cô ơi. Hả? Dạ con muốn mua bánh hả cô? Ờ. Sao con ta cô? Ê mày mắc dịch vừa phải, mày muốn mua mày muốn hỏi gì mày lại mày mua đồ tao một cái đi rồi mày muốn hỏi gì mày hỏi. Rồi bây giờ phải mua đó hả? Ừ mua một chục cút lộn. Sao mày rườm rà quá vậy? Trời mày phải ăn cho loại bán hỏng hay chi mua vậy mày mua chứ? Không? Mua. Rồi bây giờ con. Con bán cho cô một chục trứng. Dạ một chục trứng. Rồi một chục trứng. Nè con hỏi nè. À cái bánh bông lan bệnh nó ngon. Dạ khoan cô. Dạ 15.000. Đi thiệt không mày? Dạ. Ơ trời đất ơi 15.000 có gì đâu con, bình thường mà đúng không? Dạ. 15.000 rồi, 15.000 đây con gửi cô nè. Đó, rồi, đó 15.000. Nè, cho con hỏi nha. Dạ cô dạ. Ơi, thiếu 1.000. Đi thiệt hả mày? Dạ. Dạ trời đất ơi 15.000 có gì đâu con, trời tại cô sơ ý thôi. Đây nè, con tặng cô 1.000 nữa nè. Rồi, cho con hỏi nha. Cái bánh bông lan ở bên kia á, ngon không? Dạ bông lan bệnh hả cô? Ờ. Dạ bông lan bệnh con chưa ăn bao giờ, con không biết. Dạ con vô đây. Cảm ơn cô. Cút lộn ơi. Ê, cút lộn về đây với Lan.
Trời ơi, bông lan ăn bển hả cô? Con ăn rồi, con biết à. Sao? Dạ, bông lan ăn bển cũng ngon. Ngon chứ con, bánh bông lan gia truyền mà. Dạ, bông lan ăn bển làm từ hột gà cúm á cô. Từ bột bị hư á, từ sữa bị bển đó cô. Trời, bữa kể con nghe, bữa cái ông kia con ăn vô chưa kịp nhai hết trơn, cô sùi một mép. Cái đưa gì mình diễn chết queo rồi, đâu lao động gì được đâu. Đó, xong cái thằng đó là dạng mà cái thứ mà đầu đường xó chợ. Buôn bán gì là làm ăn thất đức lắm á cô. Lên, con không bao giờ chơi nó sát sát vô con lận đẩy ra liền. Mấy cái thứ nó là tặng quà đừng bao giờ lấy. Dạ phải lấy chứ cô. Ủa mày hai mặt vậy luôn hả? Dạ tại vì cái đó là ta tặng là tấm lòng của người ta mà. Còn mình mà mình không lấy á, mình là mình phụ phụ lòng. Vì phụ bạn người ta á, dạm vậy xấu lắm. Ê cũng lộn đi. Nó chứ nãy giờ cũng 30 của tao rồi. Ủa tao lấy mày 30 luôn á hả? Mày lấy tao 30 á. Tao để trong túi mà tao quên mày. Thiếu 5,000 mày. Ủa cái này đó. Gì? Kẹp á. Tại vì hồi nãy á, tao nghe mày nói á, tao là đầu đường xó chợ. Mày chơi với tao á, rồi mày lấy đồ của tao nữa. Mày xấu theo làm sao? Tao cũng đầu đường xó chợ mà. Nhưng mà mày nghĩ tao như vậy cho nên mày mới nói. Đâu có, đại nãy tao diễn sâu quá, tao nói tao có biết đâu. Thôi. Thôi mà mày thấy tao đẹp, kẹp đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Nhưng mà mày không có thích nó đâu. Tao thích mà. Mày không có thích đâu mà. Không, tao thích. Tao nói mày không có thích. Tao thích mà. Mày không có thích. Tao thích mà. Thôi. Lấy đi. Cười cái đôi. Không. Cười cái đôi. Ừ. Cười ở răng. Ừ. Đi bán mày. Đủ. Đừng giận nha. Ừ. Mày coi đi bán đi nha. Gì vậy? Không tao đánh nhẹ mà. Đâu có gì đâu. Rửa lại coi. Không có gì đâu. Rửa đây. Rửa đây. Ê đừng mà. Rửa đây. Trời đất ơi, mày biển cái gì vậy? Biển cái gì vậy? Không bị gì đâu. Mày bị ai đánh đúng không? Má của mày, ba mày, ông cứu nội mày một vòng họ mày ai đánh? Mày quên chết hết rồi mà. Ừ tao một coi được không? Nhắc hoài. Tao xin lỗi, tao lỡ miệng. Nhưng mày nói thiệt đi, ai đánh mày? Thằng Long đánh mày đúng không? Tại sao nó đánh mày? Mày đừng có trốn tôi nữa, tại sao nó đánh mày? Nói tao nghe đi. Rồi sao tao chui? Tại sao nó đánh mày? Mày trốn tao hả? Tại sao nó đánh mày? Mận gì đâu. Mày không làm tại sao người ta đánh? Lỡ miệng nó xấu đồ nó bán nó biết nó đánh. Nghe lời hai thằng nói nhiều vô. Tao nó nói ngay từ đầu rồi. Làm ăn như vậy đó. Lời có bao nhiêu tiền đâu. Rồi ngày hôm nay mày bị đánh gì nè. Ai xót cho mày? Ai xót? Anh xót. Tao xót. Ai lộn ba má mày trên trời xót. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Con với cái nói không bao giờ nghe. Không ấy. Trời ơi. Mệt quá bỏ ra đi. Đi ra đây. Mai mốt á, làm cái gì là không hỏi ý kiến tao một cái nha. Ra đây. Làm đủ thứ. Ê, gì? Tại tao bị tay này á. Thì đưa tay kia qua. Tao tính đòi. Sắp tới á tao... Đau hả? Ráng đi xíu dầu chút xíu nó hết à. Tao sẽ mua một cái lon. Tao xin lỗi, tao nhẹ lại. Rồi á, lúc đó tao tán cái lạc hầm hạ liền, bây giờ mày la hoài. Tại vì anh xót, tao xót. Thôi biết không, tao thích làm ca sĩ lắm. Đêm nào tao cũng nằm mơ hết á. Mày biết tao mơ làm sao không? Tao mơ gì nè. Nghe bông lan thấy trong lòng ta xốn sàng. Bánh mới ra cô bác mua dùng liền. Mời bà con gần xa đến dùng. Mọi người đâu xô đi mua, ai cũng khen qua trời ngon. Của em luôn luôn chất lượng, mọi người đâu xô đi mua, ai cũng khen qua trời ngon.
dưới vàng cánh trắng, còn cái bánh bông lan cánh vàng nhụy cũng vàng luôn. Vậy thì mau mau tới đây mua lẻ để được số hên như vàng. Hàng của em luôn luôn chất lượng, mọi người đâu xô đi mua ai cũng khen qua trời ngon. Mời bà con gần xa đến dùng, mọi người đâu xô đi mua ai cũng khen, ai ai cũng khen qua trời ngon. Ôi, ôi hát hay quá mày ơi. Mày đi là ca sĩ vậy? Thôi thích lắm, nhưng mà mày biết tao không ta, người ta nói ước mơ chỉ là mơ ước thôi. Ôi mày cứ ước mơ đi rồi ước mơ sẽ thành hiện thực. Tao sẽ không lừa gạt nữa, tao sẽ không mánh khóe nữa, mà tao sẽ buôn bán chân chính. Rồi mày cũng ước mơ rồi mày sẽ trở thành ca sĩ. Mày sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng. Tao sẽ trở thành bạn gái ca sĩ nổi tiếng. Yeah. Vậy vậy? Mới nói bạn gái ai á? Bông Lan ơi. Đó tôi bán. Em bông bông. Này tôi bán. Bông lộn ơi. Bông lộn. Cúc Lan ơi. Bông lộn, Cúc Lan ơi. Nó mãi mới biết nói gì đâu. Sao như vậy nè? Ai bông lan cúc lộn á? Nè đi đâu đó? Bông lan nha. Vâng, xin được chúc mừng phần dự thi của thí sinh Chí Hào. Và xin cảm ơn phần hỗ trợ rất đặc biệt của thí sinh Cười Xuyên Việt mùa đầu tiên, Mã Như Ngọc. Thí sinh Chí Hào là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong chương trình Cười Xuyên Việt mùa thứ 3 năm nay. 18 tuổi thôi à. Và Chí Hào hiện tại vẫn còn đang đi học, học cấp 3 thưa quý vị. Và phải ở Đồng Tháp rồi bắt xe đò lên đây tập tuồng, rồi bắt xe đò xuống dưới đi học, rồi lên đây đi thi. Phải nói là một cái hành trình rất là khó khăn. Và Chí Hào chưa bao giờ qua một học một lớp diễn xuất nào hết, chưa bao giờ đứng trên một sân khấu nào hết. Đây là sân khấu lớn đầu tiên mà bạn Chí Hào đứng trên đây. Có một cái điều ghê gớm nữa là ghê gớm cái gì biết không? Chưa bao giờ học qua diễn xuất mà dám bước lên một cái sân khấu Cười Xuyên Việt lớn như vậy diễn, mà diễn có hai người vậy. Cái đó mới ghê. Chí Hào, chúc mừng em đã hoàn thành phần thi của mình. Và cảm ơn Ngọc rất là nhiều. Ngọc đã hỗ trợ Hào hết mức có thể. Tôi không tin được luôn là đi tập mà thoại qua điện thoại là sao. Là tại vì á, bạn Hào bạn chạy xe về Đồng Tháp bạn học, xong rồi bạn chạy lên bạn chuốt bài cho bạn chừng 2 tiếng 3 tiếng là chạy về Đồng Tháp học. Hỏi là bạn đi thi rồi cô giáo biết không? Không, em vẫn về đi học bình thường. Khi mà cậu ấy làm một tiết mục, cậu ấy chụp hình cho Khả Như coi là chị, em hát bài này là thu âm cho Khả Như nghe một đoạn nhỏ, rồi chụp những cái trang phục sẽ diễn trên sân khấu. Một cái sự chỉnh chu nghiêm túc. Hào nên học diễn xuất. Dù cho em đam mê cỡ nào đi răng nữa thì em cũng phải có biết là cái chỗ đó chúng ta sẽ nói, và chỗ đó chúng ta đủ tâm lý chúng ta nói là em bị gì. Muốn cho mọi người biết Hào có khả năng, Hào có diễn hài được. Và Hào giống mọi người một chút, chứ Hào không phải là Hào. Khi mà mình coi, chị không cần biết em là học sinh, không cần biết gì. Khi lên thi, đứa nào cũng như đứa đó. Thì khi lên thi, cái bạn kia, bạn bị lướt mình. Là vì Ngọc nó biết tiết chế bản thân ra được. Khi mà buông gánh mắng bưng việc trước nhất, em đem ra, em đem té cái đùi, em văng cái sàn một cái, em nói một câu ai mà không từng vấp ngã là khán giả đã dỗ rồi. Em có diễn hài đâu, em ta thật đó chứ. Ha, tất cả những cái đó không hài hước, nhưng tạo hiệu ứng hài hước. Là vì hôm nay có dĩa bánh đi bán mà đổ vậy là tan nát. Người ta cười là cười cái gì? Cười trên cái đau của cái thằng bán, thương cảm cho người buôn gánh bán bưng. Em đem hai nhân vật này ra là em lấy ăn rồi. Chị nói thằng này nó ngột khôn quá, nó lựa cái này nhưng mà bị vội. Lập cứ nói chị chứ thằng này nó thiếu thiếu gì mà hai cái tay em làm hay lắm, khó tập được nhảy lắm, nó đồng điệu. Tại sao em muốn giơ cái tay này? Là thần não trái của em á, nó sẽ điều khiển tay phải, nhưng lúc đó hai não cùng làm việc bị lo. Chị nói hơi nhiều với em là vì chị sợ chị không có ra đằng sau cánh gà chị gặp em được. Chị chỉ khuyên em, đam mê của em có, nhiệt huyết của em có thì nên học. Học em sẽ biết tiết chế bản thân hơn. Hoặc là có thể em không học nhưng em theo nghề 1-2 năm nữa em sẽ thấy mình đậm hơn. Dũng cũng nói là đứng song đôi rất là khó, rất là khó. Mà em hoàn thành tốt cái ngày hôm nay, chị mong là sẽ gặp em là một người bạn diễn đồng nghiệp. Nên
cho mình thêm thời gian với đam mê. Cảm ơn em. Vâng, xin cảm ơn giám khảo Việt Hương và hy vọng Chí Hào sẽ luôn giữ ngọn lửa đam mê của mình. Tổng thể thì tôi khá khen bạn, 18 tuổi say mê quá. Thôi thì ráng học, học để mình có cái kiến thức, để mình làm cái gì mình cũng lấy cái kiến thức đó ra để mình áp dụng. Tình yêu của bạn dành cho cái sân khấu thì tôi không thể nào ngăn cản được. Nếu có điều kiện thì mình học cao đẳng, đại học của một cái trường nghề nào đó, sau đó bạn quay lại với sân khấu. Chính sự đam mê, sự cố gắng của em á, em đã thể hiện được cái khả năng của mình. Em chưa qua trường lớp, em chưa giờ đứng một sân khấu lớn, thường sinh viên đọc sân khấu rất lớn trong game Sâu Hài, nói thiệt luôn á. Mà em đã diễn được như vậy là quá tốt rồi. Bây giờ Kiều nhiều khi kêu anh lên diễn anh té, nhiều khi người ta không có cười đâu, anh nói thiệt mà. Anh té là sao? Ôi, khổ, ai mà cười. Khổ, sập khổ, sân khấu rồi sao ai cười. Mình có cái niềm đam mê đó và mình hãy nuôi đối với cái môi trường phù hợp với mình khi mình còn đi học, đó là gì? Trong khuôn viên nhà trường trước. Mình hoàn thành xong cái nhiệm vụ của mình trước đi, dần dần mình sẽ đi theo từng bước, 1, 2, 3, 4 đến bước số 10. Và anh hy vọng rằng nếu như em có niềm đam mê và em có sự cố gắng thì chắc chắn em sẽ có thành công trong tương lai.